cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Vâng, tôi năm nay 71 tuổi ạ. Ồ, thế 71 tuổi mà vẫn quan tâm đến cửa sổ tình yêu à? Vâng, có một cái nỗi đau mà bây giờ tôi muốn giải quyết như thế nào đó để giải quyết cái nỗi đau của cuối đời này. Mà cũng bây giờ đột quỵ rồi, yếu sức lắm rồi, nhưng mà giải quyết cái nỗi đau như thế nào đó. Tức là anh đang bị đột quỵ á? Dạ, vâng ạ. Ồ, thế à, đau gì đấy? Đau suy nghĩ nhiều về cuộc sống gia đình, cho nên là bị đột quỵ. Trời ơi, khổ thân cụ 71 tuổi, thế cụ đau ra làm sao? Đau là chuyện tình duyên gia đình. Rồi, cụ thể. Vâng, cụ thể thì để cho tôi trình bày một tí ạ. Dạ vâng. Vâng, tôi lập gia đình từ năm 1982. Rồi. Đến là 41 năm rồi. Rồi. 8 năm sau trước là sau trước khi lập gia đình ấy, thì gia đình tôi sống rất hạnh phúc. Rồi. Không mâu thuẫn, không cãi nhau. Vợ chồng yêu thương nhau hết mực. Rồi. Nhưng mà đến năm 1990 rồi, thì vợ tôi có một cái nhu cầu, lúc ấy là cái nhu cầu thân sinh lý rất cao. Vâng. Dạng là cuồng tâm ấy. Rồi. Mỗi một tối là đòi hỏi quan hệ tới 3 lần. Rồi. Trong cái lúc quan hệ thì vợ tôi là cào cấu và gào ghét lắm. Thế là dạng như là dạng cuồng tâm ấy. Rồi. Thì lúc nào vợ tôi lúc nào cũng kêu là thèm quan hệ, và mỗi một đêm 3 lần ấy vẫn không đáp ứng được nhu cầu. Rồi. Hôm ấy là làng có một cái đám cưới đấy, thì vợ tôi tự nhiên mất đoàn kết, là từ hôm mà làng tôi có một đám cưới thì vợ tôi xin đi chơi một đám cưới vào tối khoảng hơn 2 tiếng, khi trở về vợ tôi hoàn toàn thay đổi ấy. Nó cáu gắt, đầu tiên là cứ lao về rồi là vòng tay của chồng, nó từ hôm ấy là cáu gắt và không đòi hỏi nữa, mà bằng cách là đòi hỏi cấm vận và đòi ly thân. Rồi. Từ đấy trở đi là còn coi như là mình gọi là mất vợ đấy. Rồi. Là mất vợ từ năm 90. Hơn 30 năm nay. Rồi. Thế là tôi thấy là rất là đau khổ. Tôi cho là vợ mình là trong cái cơn cuồng dâm, nó mình không đáp ứng nhu cầu cho vợ thì vợ nó bỏ đi, là nó tìm cách vượt rào ra để nó ngoại tình ở bên ngoài. Tôi nghĩ thế. Rồi. Thế bây giờ là bà ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay ai rồi? Vợ anh ấy. Vợ thì kém tôi 9 tuổi. Thế là bao nhiêu? Cũng 62 rồi 62. Đúng không? Vâng, 62 rồi ạ. Rồi thế bà ấy còn đang ở cùng nhà không, hay là bà ấy đi theo ông nào rồi? Không, vẫn ở nhà, tức là vẫn sống ở đây suốt mà quanh năm với nhau, nhưng mà không có một tí quan hệ nào, không đụng chạm đến người suốt trên 30 năm nay. Rồi. Có nghĩa là có vợ cũng như không có vợ, mà vợ còn sống thì chờ cũng như là vợ chết rồi. Rồi, thế hiện tại vợ 62 thế. Tuổi bà ấy vẫn thế. Tôi có rất nhiều bằng chứng để nghi là vợ đi ngoại tình. Rồi, bây giờ bà ấy còn bằng chứng bà ấy ngoại tình không? Bây giờ không. Ồ, thế à? Thế hai ông bà có ăn chung với nhau không? Sau một vụ đổ vỡ, sau một vụ toang hoang cách 2 năm ấy, thì rồi. Vợ tôi là thôi rồi, không còn cái đại bằng chứng nữa. Rồi. Tôi vợ thấy là vợ tôi đã làm cho tan nát hạnh phúc gia đình ra và giết chết của hôn nhân cách đây hơn 30 năm. Từ lúc ấy vợ tôi mới 28 tuổi đến bây giờ là sống với nhau nó buồn lắm. Thế giờ là tôi, bây giờ là tôi luôn luôn là chỉ trích vợ và tôi luôn gieo cho vợ những nỗi đau và muốn có ý định là muốn ly hôn để cho nó thẳng, để cũng như là cảnh cáo nhau đấy. Ai muốn ly hôn? Anh muốn ly hôn hay là chị ý? Tôi muốn ly hôn để để giải thoát cho chị ý đúng không? Để cảnh cáo vợ. Để cảnh cáo vợ. Ừ. Thế là bây giờ thì hai ông bà có ăn chung với nhau không? Vâng, bây giờ thì vẫn sống chung nhau vẫn bình thường ạ. Ăn chung? Vâng, ăn chung ở chung. Ăn chung ở chung, trao đổi nói chuyện vẫn bình thường. Hả? Ngủ chung ông không động người nhau được. Cách đây 30 năm không động người nhau được. Rồi, thì chuyện không động anh trình bày mãi chứ còn gì nữa. Bây giờ động cũng chả làm gì, ông 71 bà 62 thì còn gì nữa. Đang nói bà vợ 28 tuổi nó hừng hực như thế mà nó không cho mình động người đó. Thế thì cái hồi mà 28 tuổi bà một ngày bà đòi 3 lần thì anh đáp ứng được lần nào không? Đáp ứng đủ 3 lần nhưng mà nó đòi 5 lần đến 10 lần còn đòi hơn. Thế thì lấy đâu thời gian làm việc khác nữa mà. Nhiều khi ông cứ bịa ra đúng không? 70 lần. Rồi rồi. Tự nhiên đến lúc mà đi chơi về cái là nó cắt đứt quan hệ luôn, chẳng có một lần nào nữa, và cũng như vĩnh viễn coi như không còn tình nghĩa vợ chồng nữa. Rồi thế là được hai ông bà được mấy cháu? Được đấy, tôi đông con lắm, tôi rồi trước kia tham gia ở chiến trường miền Nam về là. Rồi. Tôi, tổng cộng bao nhiêu người con, bao nhiêu người cháu rồi? Tức là 4 đứa, bây giờ là 20, tất cả là 10 người cháu. Rồi, đấy, ghét nhau như thế mà vẫn được 4 đứa con bà, mà từ lúc năm 28 tuổi bà ấy không cho động vào người nữa mà được 4 đứa con, tức là trước đấy là rất là mắn là gì nữa. 28 tuổi là trong 4 năm là có 4 đứa con. Rồi ôi, thế là mắn thế là gì nữa.
Nhỉ? Rồi thế có ở chung với đứa nào không hay hay ông bà ở với nhau? Cái gì cơ? Có đứa con nào ở chung với mình không? Con cháu nó đi hết không có thế nào nhà đâu, Rồi nó thế đi là có cũng mỗi hai ông bà nhiều. ở với nhau thôi đúng không? Vâng, mà gia Rồi. đình bây giờ là nói chung là tất cả hàng xóm riêng là cứ yên ấm êm, nó cứ tị với mình là gia đình hạnh phúc nhất, nhưng mà bữa sau Ui dồi thế à? Thì không, người ta không biết là cái phía đằng sau đúng không? Thế là anh bị tai biến bao lâu nay rồi? tức là từ khi mà vợ chồng nó vợ nó nói lên cái nó lộ ra những cái chuyện của nó ra thì mình bắt đầu mới tạo lên nỗi đau, lúc ấy mới quay Thế sang là tìm bị vợ. tai biến luôn à? Thế là được bao nhiêu năm nay rồi? Rồi 2 năm, từ năm Thế có để lại 2011 di hết. chứng gì không? Hả? Có để lại di chứng gì không? Có yếu chỗ nào cơ thể không? Bây giờ yếu đi lại là khó khăn, không đi được. Trước kia phóng xe máy 70-80 cây, nhưng bây giờ là không đi xe máy được nữa, đi đi nằm liệt 2 tháng, bây giờ nó đi lại chậm chạp được, tôi thỉnh thoảng À. đi lại được, còn lúc lên con đau thì không đi được. Rồi giống như con lật lật bập bênh thôi đúng không? Khổ Vâng, thế muốn đấy chứ. ly hôn cảnh Thế cáo nó mà bảo từ là ly sau hôn khi là mà bị gọi là nhồi máu não như thế thì lại càng suy nghĩ nhiều, rõ ràng vâng, là cái chẳng vấn đoán đề này là vấn đề khó. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh trước nhé, xin mời ạ. chị Hải. Vâng, tôi chào anh. Vâng ạ, Ừ. xin chào chị Tôi Thảo Phong. cũng nghe câu chuyện của anh với anh Văn từ đầu đến giờ rồi ạ. Vâng ạ. Và bây giờ tôi vẫn chưa hiểu là anh bây giờ thì anh muốn làm gì ạ? Tôi nghĩ Muốn giải tôi muốn thoát cho cảnh bà cáo ấy vợ. để bà ấy Không, cáo vợ bây giờ là mới cảnh lộ ra, cáo, mới không cảnh phải cáo là vợ giải để đấy. thoát cho vợ mà là tôi ly hôn vợ để tôi cảnh cáo vợ vì vợ Vâng. đã gây cho tôi nỗi đau như thế, đúng không anh? Đúng ạ, đúng ạ. Sau đó thì mình sẽ được cái gì ạ? Tôi cảnh cáo thì chắc cả đời bây giờ cũng không còn cái gì nữa đâu, chỉ còn có chờ chết thôi, nhưng mà cảnh Thế cáo ạ. vợ thì cho con cái hàng xóm nó giờ nó biết là vợ mình như vậy là gây ra như thế. Tôi nghĩ rằng cái đất này lúc ấy là trái đất này có thể sập xuống, Thế trời ạ. cao sập xuống, trái đất Vâng. có tung ra, chúng tôi không bao giờ Vâng. bỏ nhau mà nó sẵn sàng nó bỏ mình đấy. Vâng Thế ạ. là Vâng. tôi bực Anh lắm, tôi muốn cảnh cáo bây vậy. giờ thì trong con mắt mọi người thì anh đang có một cái gia đình rất là gọi là gia đình văn hóa đấy, tức là rất là Đúng rồi, rất chuẩn đúng hoàn không ạ? hảo. Vâng, con cái thì phương trưởng, con cháu thì đầy đàn, vợ Đúng chồng rồi. thì còn nguyên cả đôi, rất là đẹp. Vậy Đúng rồi. thì mình phá đi để làm gì ạ? Phá đi chỉ để thỏa mãn cái mối thù là bà ấy không cho mình động vào người bà ấy. Xong Và phá từ lâu rồi, bây giờ phá làm gì anh? nên là những lúc trẻ là nhiều khi Vâng. nếu mà không kiềm chế tốt mà không gọi là cán bộ quân đội trở về thì tôi À sẽ thế gây ạ. án Vâng. mạng ở lâu Vâng. rồi. Bây giờ mình chẳng còn gì nữa. Hiện nay thì chị có chăm sóc anh bây giờ không ạ? À? Tức là kể cả khi anh bị ốm cách đây 2 năm cho Hai năm đến nay anh là người chăm sóc. bây giờ thì chị có là người đồng hành cùng anh không? Trước kia thì bỏ rơi nhau, nhưng từ khi phát hiện cái vợ nó bảo là sau một đợt cách đây năm 2021 ấy, thì là Vâng ạ. vợ nó bảo là đời em suốt hơn 30 năm không chồng, em không đêm nào ngủ được. Vâng. Đó, em đêm nào cũng vậy, vậy là bỏ chạy sao không được, em bị cơn thèm mấy cơn ấy nó đến mày ấy là em không bao giờ ngủ được, em vật Vâng. vã em không ngủ được, đêm nào cũng vậy, em chọc thì em mới ngủ được. Vâng, anh nghe anh nói chuyện với chúng tôi cũng đang hình dung ra là một người đang rất là bức xúc, đang rất dễ bị kích động Và và anh rất khó kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Ở tuổi như anh mà sau một lần đột quỵ, khi mà chúng ta đang có những cái di chứng ở trên cơ thể như vậy, nếu mình cứ cứ bốc như thế này và mình khó kiểm soát được cảm xúc của mình như thế này thì nó cũng không tốt cho sức khỏe của anh đâu ạ. đúng Vâng. rồi, càng ngày càng Vâng, càng còn yếu đi chưa ạ. biết là có những cái bệnh nền gì khác nữa nó có thể ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình rất là nhiều. Và một điều tôi thấy rất là tốt bây giờ là chị hiện nay vẫn sống cùng với anh, vẫn đang chăm sóc anh và vẫn duy trì một cái cuộc sống của gia đình. Vậy thì tất cả những cái việc mà nó quá khứ anh cứ để trong lòng, rồi anh cứ thỉnh thoảng lại đào bới nó ra, mỗi chốc anh lại xới nó lên một tí, thì tôi nghĩ rằng là tất cả những cái đó nó sẽ căng thẳng lắm, nó sẽ làm cho cái tâm lý của anh luôn luôn ở trong trạng thái bị stress rồi. Và mình bây giờ nếu như mình giữ mãi những cái điều ấy ở trong lòng, nó sẽ là người ta gọi là tâm bệnh ấy ạ. Và từ tâm Vâng. bệnh nó sẽ sang sang thực bệnh ấy, nó sẽ sang thực thể luôn ấy. Đúng Trước rồi. tiên là nó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch, rồi sau đó nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều những cái bệnh khác của anh. Vì thế mà tôi nghĩ rằng là quan trọng bây giờ là sức khỏe của anh.
nhá. Anh phải đi tái khám theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, mình uống thuốc như thế nào, mình phục hồi chức năng ra làm sao để cải thiện được cái vận động của mình. Hiện tại bây giờ mình có thể là đang giảm vận động thôi, nhưng mà tiến tới nó phải phục hồi được. Tất nhiên mình không thể đi xe máy phóng 70-80 cây được nữa, nhưng mà không phải phụ thuộc vào ai, đó đã là hạnh phúc rồi anh nhỉ. Thế còn mình vui với con, mình vui với cháu, thôi đừng hậm hực với bà ấy làm gì nữa. Bây giờ bà ấy cũng chẳng làm gì được nữa đâu, mình cũng có làm gì được nữa đâu. Vậy thì chúng ta sống với nhau, nó còn tình, nó còn nghĩa, nó còn rất nhiều những cái thứ khác nữa mà để cho mình chăm sóc nhau cho những cái giai đoạn như thế này. Còn việc anh cứ, nếu mà cứ mãi giữ ở trong lòng mình tất cả những cái đó, thì tôi nghĩ rằng là nó không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, mà trước mắt nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của anh rất là nhiều ạ. Vâng, đúng ạ. Và anh nên biết rằng là một người đã từng có tiền sử đột quỵ thì rất dễ bị đột quỵ lần thứ hai và nhiều lần sau nữa. Và mỗi lần như thế nó sẽ hủy hoại sức khỏe mình ghê gớm nha. Yêu bản thân mình chịu đựng được 30 mấy năm còn chịu đựng được cơ mà bây giờ lại cứ lên cơn lên, xong lại nổi sung lên đi đòi ly hôn bà ấy làm gì. Bà ấy cũng 62 tuổi chứ bà ấy trẻ trung gì đâu nữa. Vâng, tôi cũng chỉ muốn nhắn nhủ với anh thêm một điều thôi. Nếu mà bây giờ mình cứ căng lên và mình quyết ly hôn rồi mình cũng cứ công khai mọi thứ thì để sau cùng mình được cái gì? Hay là lúc đấy sợ là mình lại tổn thương thêm. Thế thì có một điều mà cũng rất là tốt, đó là chị cũng rất là chăm sóc anh. Thì thôi thì chúng ta cũng sống đến tuổi này là tình nghĩa với nhau là chính. Vì vậy thì thôi cũng mong anh cũng nhẹ nhàng và bao dung. Và có thể là chị khi chị biết được sự bao dung đấy, chị cũng rất là cảm ơn anh ấy. Vâng, rồi. Vâng ạ, thế thì xin chào anh ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn hai chuyên gia. Chào anh nhé, và hy vọng là anh nhẹ lòng đi nhá. Đừng có tuổi xế chiều rồi, đừng có luôn luôn bây giờ suy nghĩ như thế, nó già thêm đi nhá. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Nai. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến từ Đồng Nai. Dạ, em chào bác sĩ. Em xin chào anh ạ. Xin chào, em chào em gặp bác sĩ ạ. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em hỏi về ông xã là ông xã em bị sán chó, đi khám cũng nhiều bệnh viện rồi mà người ta cho thuốc uống nè rồi nha. Xét nghiệm đâu mà sao mà giờ thì nói đỡ rồi, nhưng mà về là cứ ngày nào phải uống thuốc dị ứng, uống nó nổi lên đây người mà nó cục 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 vậy á. Ông dạ xã bị làm sao? Sán chó. Bị sán chó. Dạ, dạ. À, đi khám rồi. Dạ, đi khám đủ bệnh viện rồi, chỉ đâu đi đó rồi, đi nhiệt đới, bệnh viện nhiệt đới này, bệnh viện ngoài Bình Định nè, bệnh viện chỉ sinh trung của Bình Nhân Bình Định nè, rồi bệnh viện đi nhiều bệnh viện rồi, đi tứ cũng có, chung cũng có rồi, mà đi 2 năm rồi á, mà nó biển sáo á, đi khám thì bác sĩ nói là cũng sán chó nó còn ít lắm, còn rất là ít, nhưng mà sao mà ông xã em cứ nổi mà cứ nổi lên đây người ấy là ngày nào phải uống một ngày một tử thuốc dị ứng á, chứ uống là nó nổi lên nó ngứa chứ không nổi. Rồi thế ông ấy ảnh hưởng cuộc sống không, ghê gớm không, có đi làm đi ăn gì được không, hay suốt ngày ngồi gãi? Dạ có chứ, ông xã em đang đi làm việc mà đang đi làm bình thường, nhưng mà kiểu nổi dị ứng lên thì uống một liều thì nó đỡ thôi. Ừ, thế là cái hiện tượng nổi lên nó ở ban ngày hay là ban đêm? Dạ, ví dụ giống thì buổi tối thì uống một cỡ thì nó được đến chiều mai là phải uống tiếp, chứ uống là nó nổi rồi. Nhiều khi là đi làm là quên đi thì lại cảm thấy không khó chịu, nhưng mà cứ về nhà là tảnh sảnh giang là bị, đúng không? Đi làm cũng về, ông xã em làm trong quân đội á. À thế à, ông ấy làm quân đội à? Dạ dạ. Rồi không biết làm thế nào để triệt để chữa được cái bệnh này thưa bác sĩ Hoàng Thị. Dạ dạ dạ, em lo có uống thuốc nhiều, em lo. Rồi. Em nghe Cửa Sổ Tình Yêu bác sĩ cứ hay tư vấn về nên sức khỏe rồi em gọi điện hỏi rồi. Rồi bạn lắng nghe chia sẻ của chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình nhá. Cảm ơn bạn. Vâng. Thực ra thì bị nhiễm các cái loại ký sinh trùng từ vật nuôi ở trong nhà của mình ý, chó này rồi mèo này, những cái con mà sống cùng với mình thường xuyên ấy, thì khi mà bị nhiễm những cái con ký sinh trùng đấy ấy, nó đã rất khó điều trị rồi, và nó lại hay tái phát. Thế nhưng mà khi mà nhiễm sán, đặc biệt là sán thì nó có rất nhiều các cái kén nha anh ạ. Và cho nên là điều trị thường có thể nó chỉ là hết cái triệu chứng đấy thôi. Nhưng mà cái nguyên nhân của nó mà chưa hết thì nó rất dễ bị tái phát.
những cái con sán nó rất đặc biệt, là chỉ cần một cái đốt sán thôi là nó cũng có thể tự sinh sôi nảy nở. Vâng, và nó phát triển ở trong cơ thể của mình. Nó có thể nằm ở dưới da, nó có thể nằm ở các cái tạng. Cho nên là điều trị những cái bạn này thì tôi cho rất là khó. Vậy thì cái chính của nhà mình bây giờ là phải điều trị thành công cái sán chó đấy thì nó mới hết được em ạ. Chứ còn là khi mà trong người vẫn còn thì chắc chắn là chồng em sẽ có những cái biểu hiện như vậy. Và không phải chỉ là dị ứng, không phải chỉ là ngứa đâu, nó chỉ là những cái phần ngoài da nó nổi lên thôi. Chứ còn nếu như nó làm nang hoặc là nó phát triển ở trong cơ thể, đặc biệt khi nó nằm ở cái tạng nào thì nó sẽ hủy hoại cả cái tạng đấy luôn. Thì hy vọng là phải diệt được hết tất cả cái mầm, những cái mầm bệnh, những cái nang đấy thì chồng em mới khỏi được nhá. Chứ không nó sẽ nguy hiểm đấy. Tôi nghe bạn nói thì mới chỉ là uống thuốc mỗi khi nổi mẩn lên, tức là điều trị triệu chứng thôi. Không. Điều quan trọng nhất là phải diệt được cái con ký sinh trùng đó nhá. Còn chưa diệt được nó thì không thể khỏi bệnh được đâu. Và nó lại nổi mẩn lên lại đi uống điều trị để cho nó xẹp xuống là cũng không phải là điều trị được một cách triệt để nhá. Dạ, dạ. Rồi, chào bạn. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Vâng, tôi kết hôn với ông xã nay là 33 năm. Rồi. Vâng, mà sinh với nhau, kết hôn đàng hoàng mà. Sinh với nhau được hai đứa con rồi, hai người con. Rồi. Trai lớn là 30 tuổi, bé là 16 tuổi. Rồi. Nhưng mà nói chung là cuộc sống sống với ông xã từ bắt đầu lấy nhau chỉ được có một năm, hơn một năm là thấy bình thường. Còn sau nhiều cái nó xung khắc bất đồng quá. Mà đến bây giờ nó cứ trì trệ như vậy. Rồi. Mà ông đã có... quên bên ngoài rồi. Ồ thế à? Nhưng mà tôi cũng bao lần tha thứ này kia rồi, nhưng mà kiểu ông cũng có cả rượu nữa. Rồi. Cho nên con người nó có một cái tính phố phàng á. Rồi. Có phu hộ pháp, nói chung là bạo lực. Rồi. Kết hôn 32 năm là năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ tôi muốn chuyên gia là tư vấn cho tôi là nên tiếp tục cuộc sống hay thôi. Rồi. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay 55 tuổi. Thế là ông ấy bao nhiêu? Ông ấy 56 tuổi. Thế à? Hai anh chị có hai người con đúng không? Một đứa 30, một đứa 16. Ngoài ra thì ông lại còn có thêm một cái con ngoài da thú bên ngoài. Cái này có chính xác không chị? Bên ngoài, nhưng ông nó không có ý là ông không có đứng ra nhận. Nhưng mà cái ngày đầu tiên ông nghĩ là tôi không biết. Nói chung là trước khi đó đã biết rồi, nhưng mà ngăn đóng cửa cài then trong nhà để nói ông nó không nghe, xong ông để cho là để lại một đứa con. Nhưng ông nó hiện bây giờ ông nó cũng không có đứng ra nhận, nhưng mà cái ngày mới ban đầu sinh là ông nó đã gọi điện về cho chị gái cái người ông nó có con đó là rồi. Ông nó đặt tên đàng hoàng. Rồi, thì tóm lại là có một đứa con riêng, nhưng mà đến bây giờ thì là nó cũng không chạy đến nhận bố, và bố cũng không nhận con, đúng không? Thì tóm lại xí xóa, coi như là mắt không nghe, tai không thấy, thì thôi nhá. Bây giờ tóm lại là mâu thuẫn gia đình là đỉnh điểm như thế nào? 32 năm làm sao? Đánh nhau, chửi nhau suốt ngày à? Thì là trong cái khi ông đã có những cái chuyện đứa bên ngoài rồi, thì tôi tất cả là bỏ qua vì rồi, bỏ qua rồi thì còn kể lại nhưng làm gì nữa? Bạo lực, nói chung là bạo lực gia đình đến giờ ông nó cũng không... Ông thậm chí ông ấy đi đánh bài về, chơi đêm đánh bài về, tôi cũng không có kiếm chuyện gì mà ông nó ý chung là nó bây giờ đã như vậy mà cứ đòi hỏi ở mình quá nhiều. Rồi thì ông ấy đòi hỏi gì ở chị? Và ông mong muốn về gì? Tình cảm là phải này kia, rồi nói chung là mình đắm đuối, nhưng mà mỗi khi rượu về rồi cứ chửi bã, rồi gây chuyện, rồi bạo lực thế chất quá, rồi bây giờ bạo lực cả tinh thần. Rồi thì ông ấy đánh chị bao giờ chưa? Đánh nhiều lần, đánh ngày xưa là đánh nhiều lần. Bây rồi. Giờ kể là mới gần đây đi đánh bài về nửa đêm 1-2 giờ sáng rồi cũng kiếm chuyện, rồi mình cũng phải bủa khuấy phòng khuấy nhà ra đi rồi mà ông nó nói chung là ông nó bạo lực thể chất từ ngày xưa đến bây giờ ông còn bạo lực cả tinh thần. Ông rồi là, tôi thấy chị là rất là tân tiến và chị rất là am hiểu, update được nhiều thông tin đấy.
chị dùng từ bạo lực suốt cả luôn liên tục từ cái về kể về cái mối quan hệ của với chồng. Vâng, chỉ được có một năm. Rồi năm chị kể một năm rồi, chị kể lần thứ hai tôi vẫn thấy là một năm mà, chứ nó có dài ra được hơn đâu đúng không? Và chị đang chịu đựng trừ 32 trừ 1 thì còn là 31 năm nay chị chịu đựng bạo lực đúng không? Bạo lực tinh thần và bạo lực thể chất đúng không? Mà mỗi lần ông đánh bài về chắc là thua thì ông về ông lại bạo lực tiếp đúng không? Bây giờ chị mong muốn điều gì? Tôi mong muốn là bây giờ chuyên gia tư vấn có một cái quá trình như vậy cho tôi thông suốt cái tư tưởng là nên ở hay nên thôi. Bây giờ thì chuyên gia tâm lý học Lê Thủy sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. Chị ơi, như vậy là chị chính chị đặt ra câu hỏi nhưng mà chị cũng rõ về câu trả lời của chị trong đó đấy. Bởi vì là có 32 năm hôn nhân mà có tới 31 năm bất hạnh. Và chị cũng đã nhìn nhận ra rất là rõ là ông ấy đang bạo lực chị cả về tinh thần và cả về thể chất. Thế thì trước tiên nói với chị như thế này, đó là không ai có quyền được bạo hành chúng ta về thể chất hết. Và cái điều này là đầu tiên chị cần phải giữ được an toàn cho mình, tránh tất cả những cái cuộc ông ấy bạo lực về thể chất, ông ấy đánh đập hay là gây ra tổn thương cho mình. Cái thứ hai là để xác định xem là có nên ly hôn hay ở tiếp, thì chính cái điều này chị cần phải tự hỏi rõ hơn hết là chị đã sẵn sàng với điều đó chưa. Bởi vì nếu mà đổi lấy một cuộc sống mà nó thoải mái, chúng ta tạm gác lại đứa con lại đã nhá, đứa con riêng của ông ấy nhá, đổi lấy một cuộc sống thoải mái về mặt tinh thần, mình không bị chỉ trích, mình không bị bạo lực nữa, thì cái điều đấy bây giờ chị cũng không còn ít tuổi nữa rồi. Thì nếu mà có lấy cái sự thảnh thơi, vui vẻ và an nhiên cho mình thì tôi nghĩ rằng điều đấy cũng đáng. Bởi vì là 30 năm vừa rồi mình đã chịu quá nhiều những cái đau khổ rồi. Thế tuy nhiên nghĩ đến cái chuyện đó, cái chuyện ly hôn đã đành, nhưng mà mình còn phải cân nhắc rất là kỹ về kinh tế như thế nào, về con cái ra làm sao. Bởi vì nếu bây giờ ly hôn mà kinh tế mình lại bị chơi vơi, mình không, thậm chí mình không có chỗ ở hay mình không có có một nơi nào đó để an toàn cho mình thì cũng không nên. Đó, thì đấy là một vài ý tôi muốn chia sẻ thêm với chị. Không biết là bác sĩ Hải có chia sẻ thêm không ạ? Với góc độ là cùng tuổi ạ. Vâng. Thật sự là nghe câu chuyện của chị, tôi thấy mặc dù chị nói cũng khá là nhiều, câu chuyện của chị thì cũng rất là dài, nhưng tựu chung lại thì mình cũng đã chịu một cái cuộc sống mà bị áp lực trong thời gian rất rất là dài rồi. Có lẽ là dành cả tuổi thanh xuân của mình để chịu áp lực và luôn luôn ở trong cái trạng thái căng thẳng. Và bây giờ thì khi mà mình đã 55 tuổi anh Văn nhỉ? Vâng. Khi mình đã 55 tuổi rồi, mọi thứ nó cũng khá là ổn định, còn có một cô con gái 18 tuổi ạ. Thì 16. sắp tới bạn ấy cũng sẽ trưởng thành hơn, thì tôi nghĩ là chị sẽ đỡ vất vả hơn. Vậy thì cái việc mà chúng ta xem xét để cho cái quãng đời còn lại của mình, cái cuộc sống của mình nó có thể nó thoải mái hơn, nó đỡ vất vả hơn, và quan trọng nhất là nó sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe của chị. Bởi vì nếu tình trạng này mà còn tiếp tục kéo dài thì một ngày nào đấy mà ông ấy uống rượu về, ông ấy bài bạc về, và ông ấy sẽ có thể gây tổn hại đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của chị. Vâng, đã có rất nhiều những cái câu chuyện hiện nay rồi là gây tổn hại đến tính mạng của chị luôn. Cái thứ hai nữa là nó sẽ làm cho mình không mấy mà lại suy nhược cơ thể. Bây giờ đã suy nhược về mặt tinh thần rồi thì còn lại suy nhược về mặt cơ thể, và nó kéo theo sẽ rất nhiều điều nó không có lợi cho chị nhé. Vâng. Hy vọng là chị đã nghe những lời chia sẻ của các chuyên gia chúng tôi và sẽ có lựa chọn một phương án tốt nhất. Yes. Vâng ạ. Xin chào chị. Cảm ơn chuyên gia. Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo Hà Nội đâu ạ? Vâng ạ, em đây ạ. Dạ vâng, chào chị. Vâng. Chị hỏi vấn đề gì khi gọi đến chương trình của chúng tôi vậy? À, anh ấy cho em hỏi là con gái như em ý, trước nó cháu đi cấy mấy lần thì không được, rồi lần này cháu được 2 tháng thì cháu lại bị da mắt là do nguyên nhân da đâu ạ? Rồi, thế là đây là con gái chị à? Vâng. Con gái chị lấy chồng lâu chưa? Cháu lấy được 6 năm rồi ạ. Thế mà không thấy có em bé đúng không? Vâng ạ. Rồi, thế là hai vợ chồng chúng nó là quyết định là thụ tinh nhân tạo đúng không? Vâng, vâng. Tức là còn nhờ hỗ trợ sinh sản. Ở địa điểm nào, ở cơ sở y tế nào vậy? Có phải là nơi uy tín không?
cháu làm ở Bưu điện Hà Nội ạ. À, Bưu điện Hà Nội cũng là một bệnh viện rất là uy tín trong việc hỗ trợ nhân hỗ trợ ở sinh sản. Thế là làm mấy lần rồi? Cháu lần này là lần trước thì cháu được hơn một tháng thì nó lại bị hỏng mất anh ạ. Rồi, thế lần đây là lần thứ hai được 2 tháng lại hỏng đúng không? Vâng ạ. Rồi, có người làm chục lần cơ mà. Cái này là một quá trình và rất phải kiên trì. Là do là người đàn bà hay là do cái cơ địa của người đàn bà ấy. Rồi. Đó. Thế thì khi trước khi làm hỗ trợ sinh sản thì bác sĩ kết luận là chúng nó bị làm sao mà khó có con? À, con trai con rể như em ấy, nó bị yếu tinh trùng. Thế ông phải nuôi cấy cho nó béo tốt thì mới được thụ tinh với vợ được đúng không? Lấy trứng của vợ được. Rồi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ lý giải tất cả những cái thắc mắc mà chị vừa nêu nhé. Xin mời chị Hoàng Thúy Hải. Em cảm ơn chương trình ạ. Xin chào chị. Thực ra là rất là thương con đúng không? Vâng. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cháu năm nay 30 chị ạ. Con 30. Con làm nghề gì vậy chị? Cháu làm giáo viên ạ. À thế hả? Giáo viên cấp mấy đấy? Cấp tiểu học. Cháu dạy cấp 1, cháu dạy ở ngoài Hà Nội ạ. Giáo viên tiểu học đúng không? Vâng, giáo viên tiểu học bây giờ cũng nhiều việc lắm ý, và đôi khi cũng áp lực về giáo án rồi là dự giờ vân vân, họ cũng rất là vất vả chứ cũng không phải là nhàn hạ gì. Không, lúc mà cháu chuẩn bị đi thế này thì cháu xin nghỉ luôn mà chị, cháu không đi dạy nữa. Thế hả? Tức là tại vì rất là mong muốn có con cho nên là chuẩn bị rất là sẵn sàng rồi. Con lựa chọn bệnh viện Bưu điện thì cũng là một cái địa chỉ rất là tin cậy trong hỗ trợ sinh sản ấy. Thực ra thì cái việc mà kể cả là hỗ trợ sinh sản rồi thì hỗ trợ sinh sản chỉ là cái phương pháp mà người ta sẽ làm cho trứng và tinh trùng nó gặp nhau để tạo phôi ở trong ống nghiệm. Sau đó thì người ta sẽ được bao nhiêu phôi thì người ta sẽ quyết định sẽ chọn những cái phôi nào tốt hay là những cái phôi nào khỏe nhất. Sau đó người ta sẽ cấy vào trong tử cung và để cho phụ nữ quá trình mang thai. Vì thế mà việc có giữ được cái thai hay không á thì nó phụ thuộc vào cả hai yếu tố. Thứ nhất là phụ thuộc vào cái chất lượng của cái phôi. Phụ thuộc vào cái chất lượng là cho dù là tạo thành phôi rồi, thế nhưng mà cái phôi đấy nó có bình thường không, nó có khỏe mạnh hay không thì nó cũng còn tùy thuộc vào cái phôi đấy là chính. Thứ hai nữa là đúng như bạn lo lắng, tức là phụ thuộc vào người mẹ, phụ thuộc vào tử cung của người mẹ, phụ thuộc vào nội tiết tố của người mẹ. Nếu như mà cái tử cung nó tốt, niêm mạc của nó đảm bảo để có thể phôi nó làm tổ và nó phát triển được thì lúc đấy phôi nó mới phát triển để thành bào thai. Và bên cạnh đấy thì những cái tình trạng về sức khỏe của mẹ, kể cả nội tiết tố của mẹ có ổn định hay không hay là có tốt hay không, nó cũng quyết định đến sự phát triển của thai. Và như anh Văn Anh đã nói rồi, cái tỷ lệ thành công của nó không phải 100% đâu chị ạ. Đấy, việc tạo được thành phôi đã khó rồi, nhưng mà đưa phôi được vào trong bào thai, vào tử cung để phát triển thành bào thai, nó cũng không phải là tỷ lệ cao đâu. Có khi có những trường hợp tỷ lệ của nó dưới 50%, tỷ lệ thành công dưới 50%. Vì thế là bây giờ thì thế này, hay là mình đổi thầy đổi thợ đi, đổi tay đi. Ở Hà Nội có rất nhiều các cái cơ sở khác chị ạ. Ví dụ như là Bệnh viện Phụ sản Trung ương, rồi Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thế rồi Bệnh viện 108, 103 vân vân. Rất nhiều những cái cơ sở 103 cũng có à? Có chị ạ. Vâng. Những cái bệnh viện lớn như vậy họ đều có cái khoa hỗ trợ sinh sản ấy, và nó cũng rất là tốt. Mình thử thôi thì gặp thầy gặp thuốc xem, mình thử đổi lại xem. Và trước khi làm thì nếu như mình mà đổi địa điểm ấy ạ, thì phải mang hết hồ sơ bệnh án, mang hết tất cả những cái kết quả của mình đã làm ở bưu điện đi nhá, để bác sĩ người ta xem xét cho, người ta kiểm tra cho mình thật là kỹ, sau đó thì quyết định làm thì hy vọng là nó sẽ ổn chị ạ. Vâng. Rồi, hy vọng chị sớm lên chức bà ngoại nhá. Thường xin quá. Chào chị. Vâng. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội ạ. Vâng ạ, em xin chào các bác trong chương trình Cửa sổ tình yêu ạ. Vâng, chào bạn. Thắc mắc của bạn khi gọi đến cho chúng tôi là gì vậy? À, vâng, em xin có câu hỏi để xin hỏi chuyên gia tâm lý ạ. Về gia đình em lúc này là có việc rất bối rối mà em không biết chia sẻ cùng ai ạ. Và em muốn hỏi là
Thì cháu gái em là năm nay 19 tuổi, rồi, sinh viên năm thứ hai. Rồi. Mà cháu đang đi học mà lại cháu lại nỡ có bầu. Yeah. Có bầu thì lại với bạn trai thì lại là hơn những 20 tuổi, năm nay là 40 tuổi rồi. Yeah. Mà lại không có nghề nó ổn định. Thì rồi, gia đình em có nghĩa là định khuyên cháu là phá bỏ để tiếp tục đi học. Rồi. Nhưng mà cháu là không muốn. Rồi. Cháu là không muốn mà vẫn muốn lấy chồng. Mà nhà bạn kia là cũng có nghĩa là cũng có trách nhiệm cưới chứ không phải là bỏ. Rồi. Nhưng mà thực tế là nhìn nó không có tương lai ạ. Thế cho nên nhà em muốn bỏ mà lúc này buồn rồi quá mà. Không biết là định như thế nào, không có định hướng ạ. Rồi. Vâng, vâng, là... em nhờ bác chuyên gia là cho em một lời khuyên ạ. Thế là mẹ thì bao nhiêu tuổi đấy? Mẹ thì 46 tuổi, mà em thì 50 tuổi, em là bác ạ. À, tức là bác hỏi cho cháu trường hợp của bác gia đình. Bác hỏi cho cháu ruột ạ, vâng ạ. Rồi, thế là mẹ cháu thì 46 tuổi. Thế mà cái thằng rể tương lai thì lại 40 tuổi, đúng không? 40 tuổi. Tức là con rể kém mẹ có 6 tuổi thôi, mẹ vợ 6 tuổi thôi, đúng không? Vâng, vâng ạ. Với lại em muốn có một cái thắc mắc này, muốn nhờ chuyên gia tư vấn ạ nào. Em sợ là cả giữa hai cái tuổi tác mà cách xa nhau, nó không cùng quan điểm thì sợ về nó không tồn tại được đâu ạ. Rồi, tất cả chỉ là sợ sệt chứ cũng chưa diễn ra để mình cũng biết là có thật hay không, đúng không? Vâng ạ. Và cái điều quan trọng nhất là cháu nó có thai là bao nhiêu tuần tuổi rồi? À, chắc phải đến 14, 15 tuần rồi. Đến lúc này là 14, 15 tuần. Rồi, thế là cũng lùng lùng với bụng rồi. Còn gì nữa, không che giấu được nữa rồi, đúng không? Vâng ạ. Và với cái tuần thai như thế, mà nếu mà xử lý bằng cách phá bỏ thì nó sẽ rất nguy hiểm tới người mẹ đấy, nhá. Vâng, vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn. Rồi, xin chào bác gái. Vâng ạ, em chào anh ạ. Rồi, cháu nhà mình là 19 tuổi, sinh viên năm thứ nhất à? Sinh năm thứ hai ạ, sinh viên thứ hai. Sinh viên năm thứ hai. Cái bác 40 kia là bác ấy, là bác chủ nhà trọ hay là bác ấy là ông ất ơ ở ngoài đường hay là không thể gọi là bạn được rồi? Chắc chắn là... Không, cũng chỉ ngại thôi ạ. Là đi học kiểu trên đường xe cộ mà gặp nhau ấy, đi xe buýt mà gặp thôi, chứ còn thế mình biết đại khái là người ta cũng này, người ta cho biết quê người ta nhưng mà mình chưa biết nhà cửa hoặc rồi, là bố mẹ như thế nào là mình chưa biết ạ. Mình không biết nhưng mà mình có khai thác được ở cháu gái không? Ví dụ như anh ấy đã từng có vợ ở quê, vợ anh ấy vừa chết hay vợ anh ấy, hay anh đang giận vợ anh, hay là anh ấy có ba đứa con gái, bây giờ anh muốn nhờ mình tóm lại lấy vợ khác để có một cậu con trai. Mình có biết hoàn cảnh của cậu kia không? Hỏi cháu thì cháu chỉ bảo là chưa có vợ ạ. Rồi, thế xong rồi các cháu nó dự định thế nào? Mình đừng có vội là phủ định cái gì cả. Thế bây giờ thì các con định thế nào? Thì nó bảo rằng anh ấy muốn đưa mẹ anh ấy lên thăm rồi hỏi rồi nhà anh ở đây ở đó, anh hiện nay đang làm cái gì đó, con tạm thời con nghỉ học sinh, con chúng con lấy nhau, sau đấy con vân vân. Mình nghe các con nó trình bày cái kế hoạch của nó xem ra làm sao nào. Chứ mình có đặt ra được... Nó trình bày thì nó vẫn bảo là cưới xong thì anh ấy bỏ vợ cho con đi học. Nhưng mà hỏi thế anh ấy làm nghề gì thì nó bảo lao động... Rõ thì hỏi thì anh ấy bảo tháng được 6 triệu. Thế thì em bảo nếu 6 triệu thì không đủ khả năng cho cháu đi học rồi. 6 triệu về sinh con xong làm sao mà có điều kiện được. Thứ nhất là cháu mình còn non nớt, han vào gọi là bập vào một chàng trai vừa mới lớn lên, một cái ông gần 40 rồi, chắc cũng lão luyện tình trường. Có hơn hai trường hợp. Một là anh ấy mải làm mải ăn, lão luyện tình trường và nay thì gia đình thúc giục thì vớ về trường hợp lại được cả trâu lẫn nghé thế này thì cưới vợ. Hai là trường hợp anh ấy có thể có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, chẳng hạn như là có vợ rồi nhưng mà ly hôn với thân, nhưng mà hiện nay thì con gái nhà mình, cháu gái nhà mình vẫn thích cho nên che giấu, muốn là cho làm sự đã rồi. Vâng, đúng rồi ạ. Cho lấy nhau xong cưới rồi xong đấy mới nói rằng anh có vợ rồi, à quê anh ở mãi trong ấy trong nọ, anh ấy có hai đứa con anh gần bằng tuổi con. Ví dụ như lúc ấy thì mình cũng đã xong rồi. Chẳng qua là cháu gái nhà mình. Việc đầu tiên phải khẳng định thế này này.
nghĩ đến cái phá bỏ ấy là về mặt như ban nãy anh Thành Văn có nói rằng rất là nguy hiểm khi cái thai đã lớn. Người ta có thể xử lý được, mà nếu cái thai mà dưới 4 tuần tuổi thì đi hút điều hòa kinh nguyệt, dưới 3 tháng tuổi thì có thể là có cái can thiệp nhưng mà cũng hết sức cẩn trọng. Thế còn đây nó trên 3 tháng rồi, các bác sĩ cũng sẽ có những cái cảnh báo nhất định. Cái đặc biệt là người trong cuộc, không ai có quyền bắt một một phụ nữ, cháu nó 19 tạm gọi là phụ nữ rồi á, chứ không thể gọi là cô bé được nữa. Phụ nữ đi bỏ cái thai của mình, như vậy là vi phạm rất là nhiều những cái điều luật, đúng không? Hai nữa là mình mà ép quá thì bây giờ cháu nó bỏ đi theo giai đấy. Bởi vì thật ra nói giờ nó chỉ cần có đứa con với lại cái ông chồng ấy thôi. Bí lắm là bây giờ bố mẹ mà cứ ép là con phải đi, con bỏ thai rồi, là xong mình đưa ra các loại lý do khó khăn. Nào là mai kia chênh lệch, nó bảo chênh lệch nó cũng chịu được, mà mai kia khổ bởi vì anh lương 6 triệu, 6 triệu con cũng không chịu. Thế thì mình làm gì? Không lẽ lại tóm tóc hay là ấn lên xe để đưa đi bệnh viện phá thai? Làm điều ấy thì là vi phạm pháp luật. Còn thì gây sức ép thì cháu sẽ bỏ nhà ra đi. Chúng nó sẽ tự cưới nhau hoặc không cưới nhau, nó cứ chung sống, nó cứ đẻ con thì mình cũng làm gì được. Cho nên lúc này là lúc bình tĩnh gọi cả cậu con rể tương lai đến đi. Tuy nó là 40, nó có thể hơn mình 1 tuổi, nhưng mà vẫn mẹ vợ vẫn phải ngồi. Thế nào bây giờ? Anh với lại nó quyết định thế nào? Nhà cháu ở đâu? Tình hình thế nào? Sao lại như thế? Sao không, nếu mà thương nhau ABC không tạo điều kiện để mà từ từ mà gì lại vội vàng thế, đang học nửa trường vân vân, để nghe kế hoạch của chúng nó. Thế còn nếu như nó kế hoạch của các cháu nó nói rằng là thôi thì nó cũng là cái duyên cái may rồi, mong muốn rằng là được gia đình tạo điều kiện để nên vợ thành chồng, hứa thề là sẽ lo cho nhau hạnh phúc, thì thật ra cuộc hôn nhân của các cháu không vi phạm pháp luật. Nếu như bạn ấy, cái bạn trai 40 kia không phải là người đang có vợ, hoặc là có những cái gì đấy vướng víu, không phải lệnh truy nã hay là tội phạm trốn trại, mà là một người đàn ông bình thường tự do mà đang không có vợ, thì bạn ấy có quyền kết hôn. Và con nhà mình cũng 19 tuổi rồi, trên cái tuổi quy định được kết hôn, hai bạn tự nguyện thì không ai cấm hãm gì được nhá. Đây là cuộc hôn nhân tự nguyện, còn tiến bộ hay không thì chưa biết. Còn động cơ của nó làm sao mà dẫn tới chuyện là con nhà mình vướng vào cái ông 40 rồi như thế này, thì cái mình cũng chẳng đào bới lúc này làm cái gì cả. Thế và mình cũng chỉ nói với các con rằng là thôi đấy, thực sự ra bố mẹ tư vấn cho con như thế đấy. Bây giờ học hành chưa dang dở này, 19 tuổi chưa biết cái gì mà làm mẹ này, tiền không có một xu này, hai vợ chồng với một đứa con mà trông cậy một cái ông lao động phổ thông 6 triệu này, nếu gia đình này còn mẹ già bố già nằm đấy nữa thì thực sự khó khăn. Nói thế không phải để dọa mà để con lường trước đấy. Thôi thì bố mẹ nói không nghe mà cứ làm theo mình, sau này đừng kêu ai, ví dụ như vậy. Mình chỉ nói được đến thế thôi. Còn nếu các cháu nó vẫn cứ hồ quyết tâm thì nói theo các cụ là thôi thì kệ bố chúng nó, chúng nó lấy nhau bởi vì nó không vi phạm pháp luật nhá. Rồi, hy vọng là bác gái sẽ tư vấn cho bố mẹ của cháu bé nhá. Vâng ạ, em cảm ơn chương trình ạ. Và quyền quyết định vẫn là của tụi trẻ, chứ bố mẹ nhiều khi không thể áp đặt được đâu nhá. Cảm ơn chuyên gia Tấm Lập Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Thái Bình ạ. Xin chào Chùa Văn nhé. Dạ vâng Văn ạ. Rồi Chùa Văn. Dạ vâng, chào anh ạ. Nghe Đình Văn dẫn chương trình hay lắm. Nói chung là lâu lắm rồi đăng ký, hôm nay mới được gặp và tiếng nói trực tiếp nói chuyện với Đình Văn. Dạ vâng. Thế Đình Văn cho gặp bác sĩ Hải tí nhé. Vâng, anh trình bày câu hỏi đi, các chuyên gia chúng tôi đang ngồi trong phòng thu và nghe anh nói đây. Thôi nói chung có vấn đề gì cả, cũng vừa cái chuyện đàn ông mà. Dạ vâng, anh nói đi. Thực ra là anh cũng năm nay ngoài 60 rồi, thế nhưng mà xưa nay thì nó cũng chủ quan không để ý đến, nó cũng khác. Thế nhưng mà cái nói chung là bên dương vật mà. Dạ vâng ạ. Thế xưa nay anh cũng nói chung là mãi làm công việc, nói chung là thời kỳ của quân đội đến lúc trẻ khám thì không thấy gì. Thế nhưng mà kể cả là mình đi tắm thì không để ý đến. Thế nhưng vừa rồi lại khai thấy, sờ thấy thì thấy một bên hạt to một bên nhỏ. Thế thì hôm nay là qua người dẫn chương trình của Đình Văn, của
là tổ là cửa sổ tình yêu tư vấn thì vâng anh à. Muốn gặp bác sĩ Hải tí. Ờ anh ơi, thì cái anh nói bên to bên nhỏ tức là hai cái bên tinh hoàn của mình đúng không ạ? Đúng rồi, nó không chuẩn. Dạ vâng, trước ban đầu lúc nãy anh nói là cái dương vật, nhưng dương vật nó có hai bộ phận đâu mà nó bên to bên nhỏ được, đúng không? Ừ, đúng dạ rồi. Vâng, thế cái sự chênh lệch của nó là 1:8, 1:10 hay là 1:4, 1:10? Nói chung là thì nó phải một bên 10, một bên khoảng 6, 5 gì thế. À, tức là một bên là bằng nửa bên kia đúng không? Đúng rồi, đấy là ok. Và anh cũng không phát hiện là từ trước đến nay nó thế hay là bây giờ mới thế đúng không? Không, ngày xưa thì nói chung là thấy bình thường, ngày xưa là cân đối lắm. Thế nhưng mà 1, 2 năm nay là mình không để ý tắm tung cái này khác vì căn bản nó không đau đớn gì hết chưa? À, anh gì? Cái bên to hơn ý thì nắm sờ vào nó có bị đau hơn không? Không gì cả. Không có biểu hiện gì cả. Ừ. Hay là nó nghỉ từng bộ phận, nghỉ từng bên một đấy. Thế đâm ra là một bên nó cứ teo dần đi, xong nó lợi bên kia, xong lại teo tiếp cả hai bên. Anh ngoài xong rồi, quê em ở đâu? Dạ, quê Hà Nội ạ. À, quê Hà Nội ạ. Dạ vâng ạ. Anh cũng đang làm ở ban dự án đại học trên Sơn Tây Hà Nội, chỗ khu công nghệ cao, khu Hòa Lạc đấy. Dạ vâng. Bây giờ thì... có điều kiện thì mời em lên chơi nhé. Dạ, rất là cảm ơn anh. Dạ. Bây giờ thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Xin mời chị Hải ạ. Vâng ạ, xin chào anh ạ. Rồi, anh xin chào em Hải nhé. Vâng ạ. Biết vâng. là thể nào là em cũng ít tuổi hơn anh đúng không? Vâng yeah. ạ. Vâng. Năm nay Hải năm nay bao tuổi rồi? Em cũng gần bằng tuổi anh rồi ạ. Không, thì là anh nghe giọng của em còn trẻ lắm và thế giọng ngọt ngào, êm ái. Vâng. Cũng phải nói đăng ký mới tháng này hôm nay mới được... Dẫn chương trình được gặp em đấy. Nói vâng chung ạ. Là Hải nói chung là cũng có nhiều duyên và nhiều người cần gặp. Thôi thì anh là cái người cũng không được may mắn lắm, cho nên là gặp sau cũng muộn màng thôi. Còn nhưng mà hôm nay được gặp em thế là còn hơn là không rồi. Vâng, anh ơi, em muốn hỏi là anh năm nay 60 tuổi đúng không ạ? Ngoài 60 rồi. À, ngoài 60 rồi. Anh 60. Đang làm ở trên Láng Hòa Lạc đúng không ạ? Đúng rồi, khu vâng. xây dựng khu công nghệ cao, trường đại học quốc gia. Thế tức là mình nghỉ hưu rồi xong mình về đấy mình làm thêm đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Vâng ạ, vâng. Anh quản lý trên đấy mà. Sức khỏe của anh tốt không ạ? Sức khỏe của anh thì bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Nói vâng. chung là cái bộ phận là khá nội tạng bên này, tất cả các thứ trong cơ thể con người thì không có biểu hiện gì hết. Vâng, bình thường. Thế tốt rồi ạ, vâng. Tuy nhiên thì anh có đi khám sức khỏe bao giờ không ạ? Anh không. À thế ạ. Căn bản nó lúc chẳng có đau đớn gì, thế nên cũng chẳng bao giờ cần bác sĩ lắm. Vâng. Thế hôm nay thì nghe thấy cái chương trình của em thì cửa sổ tình yêu anh mạnh dạn nó nói chuyện này, tôi ngại lắm. Vâng, nhiều cái ạ. Này vâng. cứ muốn thế gặp em một tí thì nên vâng, yên tâm. Em muốn hỏi anh là anh đi lên đấy làm thì chị gái có đi theo không ạ? Không không. À, chị gái vẫn ở Thái Bình. Vâng, ở vâng. nhà thôi. Và em hỏi tế nhị một tí là cái chuyện sinh hoạt của anh chị thì ổn không ạ? Nói chung là bình thường, anh vẫn có ham muốn. Vâng. Bình thường, vâng, có lẽ tốt, không sao cả. Vẫn thực hiện đêm được việc nằm, đấy đúng không? Đêm nằm cậu nhỏ thì vẫn cứ thể hiện như là đồng chí pháo thủ thôi. À thế thường. Tốt rồi. Vâng. Cho dù mình không có một vấn đề gì khó chịu về cơ thể hoặc là chưa có vấn đề gì phát sinh về cơ thể thì với cái tuổi như của anh ấy ạ, thì ít nhất một năm một lần anh cũng nên đi kiểm tra sức khỏe tổng thể của mình để phát hiện sớm các cái bệnh mãn tính, những cái bệnh liên quan tới rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là phát hiện sớm những cái vấn đề mà có thể tầm soát các cái ung thư ấy ạ, để phát hiện sớm nhé. Thứ hai là về cái tinh hoàn ấy ạ, thì thông thường tinh hoàn nó cũng không phải là nó đều nhau hoàn toàn. Và nó có thể 1:8, 1:9, à 1:9, 1:10 hoặc là 1:8, 1:10. Thế nhưng mà như tình trạng của anh là rất là không cân đối đúng không? Đúng rồi. Bên thì chỉ bằng có một nửa của bên kia. Anh có để ý thấy cái bìu ở bên ngoài ấy nó có vấn đề gì không ạ? Nó có bị căng hay là nó có mọng hay nó có đau gì không anh? Không hiện tượng gì hết em ạ. À, thế anh mới không để ý gì. Đến đi tắm vâng. bình thường thôi. Vâng. Theo em thì thế này. Nếu có điều kiện thì anh ở Láng Hòa Lạc thì xuống vào trong nội thành có rất nhiều các cái bệnh viện lớn. Mình có thể kiểm tra sức khỏe tổng thể luôn. Trong đấy có thể kiểm tra luôn cả tinh hoàn. Bởi vì một cái khối lượng tinh hoàn mà hai bên nó chênh lệch nhau nhiều như thế thì nó cũng có thể có những vấn đề liên quan đấy ạ. Một bên có thể bị sưng đau, một bên có thể như anh Văn Anh nói lúc đầu là teo thật đấy ạ, chứ không phải không là không vẫn bình thường thôi,
không teo mà không ấy khác, mà không nghe chỉ có bên to bên nhỏ đấy mà. Đấy, ý em muốn nói rằng là có thể là cái bên to là bình thường nhưng cái bên nhỏ là teo. Hoặc ngược lại, có thể là cái bên to ấy ạ, nó đang bị viêm hoặc nó sưng gì đó. Thì anh cũng cần phải đi khám sức khỏe tổng thể để xem là anh có một cái bệnh mãn tính gì không. Thứ hai nữa là kiểm tra xem cái tinh hoàn của anh nó có vấn đề gì không nhá. Bởi vì nhiều những trường hợp, những cái bệnh lý liên quan tới tinh hoàn có thể nó không có một cái triệu chứng lâm sàng gì anh ạ. Nó người ta phát hiện rất là tình cờ. Ấy, nó cũng thậm chí nó còn không đau, nó không sưng gì cả nhưng nó đã có bệnh rồi. Thế và bệnh lý của tinh hoàn thì nó cũng khá là phức tạp. Nếu như anh không kiểm tra thì nó có thể ảnh hưởng tới hoạt động của cả cơ quan sinh dục của anh. Bởi vì tinh hoàn thì nó là nơi sản xuất ra cái nội tiết tố sinh dục nam ấy ạ. Cho nên là mình cố gắng bố trí thời gian xuống mình đi kiểm tra sức khỏe của mình cũng như là kiểm tra riêng khám về cái tinh hoàn cho nó yên tâm anh nhé. Qua cái tư vấn của em trợ giúp về vấn đề cái quan hệ cái tình cảm, nói chung là anh xin cảm ơn. Dạ vâng. Em cho anh gửi thăm sức khỏe Minh Đoàn nhất, nói chuyện Minh Đoàn tí nhưng mà chắc là thời gian cũng không qua. Dạ vâng. Nói chung là anh thấy cái tư vấn về tình cửa sổ tình yêu của mình nói chung là rất tuyệt vời đấy, nó hơn so với các cái năm khác thì anh thấy rằng đợt này cái trình độ là tư vấn tất cả các thứ là rất là tuyệt vời, rất là hay. Dạ vâng. Là bác sĩ Hải, anh nghĩ là em ngoài cái chuyên môn ra nhưng mà em phải nói là nắm vững nhiều khi này, kể cả giải thích cái chương trình này bí tắc trong cuộc sống cho mọi người, anh thấy nó cũng có những cái trình độ và có nghiệp vụ chuyên môn cao đấy nhé. Dạ vâng, rất là cảm ơn những lời chia sẻ của anh và sự yêu quý của anh dành cho chương trình Cửa Sổ Tình Yêu cũng như là từng thành viên tham gia chương trình. Đình Văn nhiều khi rất là hay đấy. Thế nhưng mà anh nên nghe theo lời bác sĩ là nên dành thời gian để đi khám tổng thể. Và yêu cầu là bây giờ ở lứa tuổi mình là hơn 60 rồi thì một năm anh vẫn phải đi khám tổng thể toàn bộ sức khỏe của mình một lần nhá. Xin chào anh. Chúc anh có sức khỏe thật tốt. Chúc các chú mạnh khỏe nhá. Dạ. Cảm ơn anh. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Sóc Trăng. Dạ, chào chương trình ạ. Dạ vâng ạ. Chồng em nó ổng ngoại tình mà qua điện thoại như kiểu ngoại tình qua mạng á. Mà khoảng gần 3 năm rồi. Như bây giờ như ổng muốn trở quay lại mà đã ly thân ổng ở riêng. Mà đã giờ ổng muốn quay lại mà không biết mình chương trình cho lời khuyên có nên quay lại không? Tức là hai vợ chồng năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Mình 51, ổng 53. Rồi, thế hai vợ chồng ly thân nhau bao nhiêu năm rồi ạ? Chắc khoảng hơn năm. Hơn năm nay sống trong cùng một nhà không? Lúc trước thì ở chung nhà, giờ ổng giận, ổng về nhà, ổng già ở luôn. Rồi, thế chị có nói rằng anh ý ngoại tình 3 năm nay là có về chung sống với cái người phụ nữ kia không? Không có chung sống, cũng như giờ qua điện thoại không à. Mình biết đó là đi làm về, vẫn đi về bình thường. Chỉ có điện thoại thôi. Chị kia thì ở tận đâu? Nghe nói là lúc có cãi giả nha, qua lại thì ổng vẫn nói là ổng đi Mỹ sống. Tức là ngoại tình với cái bà bên Mỹ mà ngoại tình qua điện thoại, qua mạng thôi đúng không? Dạ dạ. Rồi thế mà vẫn về là ly thân vợ một năm nay đúng không? Vẫn bây giờ thì ông ấy muốn quay về nhà với chị đúng không? Như giờ ông ý ông muốn quay mà mình có nên quay lại không hay là chọn? Rồi thế là thế thì con cái thì đang ở với ai? Con thì ở với mình, nhà thì để cho mình ở. Có một đứa con à. Đứa con rồi, nó lớn rồi, nó 27 tuổi à. Rồi, thế lên chức ông bà nội, ông bà ngoại chưa? Lên nội rồi, có cho nội 2 tuổi luôn. Thế à, thế là mình đang ở với cả vợ chồng thằng cả đấy à? Dạ, dạ, chỉ có một thằng thôi. À, có một thằng thôi. Thế còn ông nội, thế ông nội hàng tháng là ông có về thăm cháu nội không? Ông nội hàng tháng thì như lâu lâu á, đi qua đi lại á, thì có ghé thăm mà không có vô nhà. Kêu ngoài rồi kêu cho nội ra hà chứ không có ở nhà. Rồi, thế là tóm lại hai vợ chồng là một năm nay là không liên lạc gì với nhau à?
liên lạc thì lâu lâu thì cũng có thấy mặt nhau đi lại, tại thăm cháu đi qua đi lại đó thấy. Có nói chuyện gì không? Không nói chuyện nhau, không có nói chuyện được. À, thế làm sao mà ông biết muốn quay về? Thí dụ như thằng như một lúc sau này nè. Hồi đó thì không nói chuyện mà bây giờ nè mới gần đây thôi là thấy là cái mồi như muốn quay về. Rồi, tức là qua thái độ thì mình phát hiện ra điều đó đúng không? Dạ dạ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Sóc Trăng. Dạ, em chào anh ạ. Mình có nghe Cửa Sổ Tình Yêu bao giờ không? Dạ có, dạ có nghe nhiều. Thế hả? Dạ. Mình thì 51, ông xã bao nhiêu? Ông 53. À, 53. Dạ. Cách đây hơn một năm ông ấy bỏ nhà ra đi thì ông có tuyên bố gì không? Rằng là tôi đi tôi sẽ lấy người khác hay tôi đi đâu đó gì không? Hay là sau một hồi cãi vã rồi ông ấy xách túi ra đi? Ổng không có tiền, cũng như cãi qua cãi lại. Cái ổng mới nói là tôi đi Mỹ sống, tôi không có ở đây nữa, giao cho mẹ con bà làm gì làm. Thế vậy đó. Dạ. Thì mình nghĩ là đi Mỹ rồi là quen Mỹ chứ ở đây là từ đó giờ chưa thấy. Trời là ơi, cứ làm như là... chắc là Mỹ ông Tho gì? Ấy. Nhà mình ở, dạ. Nhà mình ở Sóc Trăng, chắc ông ấy quen với bà ở Mỹ Tho. Đúng dạ. Không? Dạ. Trời, em cũng tức á, ổng là cán bộ công chức mà ổng vậy em mới tức. Cán bộ công chức luôn á. Ồ, cán bộ công chức nghĩa là anh vẫn đang đi làm cơ quan đúng không? Dạ, làm cơ quan bình thường luôn á. Thế sao ông bỏ ra ngoài? Ông ấy bỏ ra ngoài, ông sống ở đâu hơn một năm nay là mình cũng không biết đúng không? Không biết, ổng sống con trai ông có biết không? Nhà cha mẹ ruột ổng, ổng về cha mẹ ruột. À, trời ơi, về nhà cha mẹ ruột chứ không phải bỏ đi. Rồi, ly thân, đó. Ly thân thôi. Dạ, ly thân. Trước đây yêu nhau không? Dạ có. Ông ấy khỏe không? Khỏe. Bây giờ trông người ngợm có còn được không? Cũng còn được. Trước lúc rằn rỗi vợ chồng có còn giao lưu vui vẻ không? Có lúc mà gần đi á là mấy không còn thôi chứ lúc trước thì bình thường. Lúc trước tức là lúc ông đi về nhà nội rồi thì thôi chứ còn trước là vẫn bình thường đúng không? Dạ. Thì cũng như lâu lâu rồi thấy điện thoại như điện thoại qua mạng mà nằm ngủ mà không ngủ mà 12 giờ đêm mà điện thoại hoài rồi mình mới nói, em mới nói rồi xong ổng mới nói bạn bè bình thường. Bình thường mà thấy làm nhạc với vợ con lắm. Thôi cứ cho rằng thế này đi. Dạ. Đến cái tuổi ngoài 50 thì người ta cứ có một phút sao lòng ấm ớ tí. Có thể lên trên mạng quen với một cô bạn, có thể là cô người yêu cũ đời đầu lúc 18 tuổi. Nhưng cô đó theo ba má cô ấy sang định cư ở bên Mỹ rồi. Thế nhưng sau này gần đây nếu mới có Zalo, mới có Facebook, bắt đầu với kết nối tìm lại nhau. Chắc cũng trò chuyện là anh khổ lắm, anh sống với cái con mụ 51 tuổi mà nó khó tính. Bên kia nói là ước gì mà em đón được anh sang bên Cali này để chúng ta sống với nhau. Hoặc là có thể chẳng phải cái cô đó mà quen được với một người phụ nữ nào đó ở đâu đó. Hiện nay cái chuyện là kết bạn qua mạng. Thế rồi đầu tiên thì trò chuyện, sau đấy thân mật, rồi gặp nhau, rồi nảy sinh tình cảm. Thì cũng nó cũng khá phổ biến. Có thể ông xã mình rơi vào một trong những tình huống như vậy. Thế và cứ nghĩ rất đơn giản rằng là bỏ cửa bỏ nhà đi ra để xem kiểm tra lại mà xem mình thấy mình có thể bỏ vợ con được không để đi đến với người kia không. Nhưng mà rồi hơn một năm nay cứ đi về lủi thủi một mình. Mỹ thì không thấy cô ấy đón, mà có cái bà ở Mỹ Tho thì bà ấy cũng bắt đầu nhạt rồi. Thành ra cảm thấy ồ thế không đâu bằng vợ con của mình đã chung sống với nhau hai mấy năm. Hiện nay đã có con, có cháu, có nhà, có cửa, tội gì mình bỏ đi đâu. Và con người ta bây giờ đến lúc là muốn quay đầu là bờ. Tất cả cái này bây giờ quyết định là ở mình đấy. Mình ngẫm xem mình có còn tình cảm không. Rồi cái lỗi của ông nó quá lớn đến mức độ mà mình không thể bỏ được không. Chẳng hạn như trong thời gian qua ông đi chung sống với một cô này, rồi về nhà gây sự với mình này, đánh đập mình, bạo lực với mình này, xong rồi lấy cả tiền bạc của gia đình đi để nuôi một cái cô nào đó, mà nay bị cái cô đó bỏ rồi ông ấy trắng tay thì nó khác. Còn kia là rút về nhà bố mẹ đẻ ở, rồi cũng không phải là gây sự gì, vẫn đến thăm con thăm cháu.
mình xem sao mình có đủ gọi là bao dung độ lượng không, thì mình gật đầu đi, cho ông một cơ hội, cho mình một cơ hội. Tất nhiên giận lắm, nhưng mà thật ra nếu mà để gọi là cái lỗi lớn, em cũng định đó. Thí dụ như ổng đi như vậy là em giận em bỏ luôn, em không muốn quay lại, mà bây giờ thấy như con người ta nó hốc hác, nhìn thấy mình tội bỏ giờ này ông ấy gầy yếu, ông hốc hác đúng không? Dạ, cũng như là đi cũng hốc hác hơn trước, hơn ở nhà mình nhiều, rồi nhìn thấy tội người thấy đấy. Phụ nữ bao giờ cũng thế đấy, đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Người ta làm cho mình tổn thương thì mình cũng bỏ qua, nay muốn quay đầu thì vẫn cho quay đầu. Nhưng nếu giả sử có đồng ý cho ông quay về thì yêu cầu ông đi khám sức khỏe tổng thể nhé. Bởi vì trong hơn một năm ông ấy sống ở bên ngoài ấy, không biết là ông đã đi những đâu, làm những gì, quan hệ với những ai. Cái hốc hác kia có phải là đói khổ hay là thương nhớ vợ con mà hốc hác, hay là biểu hiện của một cái bệnh gì đó nhé. Cho quay trở lại, chứ không phải là vì vui quá mà ôm lấy nhau rồi tít mít luôn. Đi kiểm tra sức khỏe đi, kể cả về sức khỏe sinh sản ấy, xem có bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không nhé. Mình đón một người về nhưng không có nghĩa là mình lại nối lại như xưa, về ở để có vợ, có chồng, có con thôi. Thế còn để mà kết nối lại tình cảm vợ chồng nó bùng cháy như trước đây thì phải yêu cầu kiểm tra sức khỏe nhé. Mình chỉ vui vẻ với ông khi biết ông là người thật sự an toàn nhé. Dạ dạ. Rồi, chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ. Xin chào chị nhé. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Xin cảm ơn chương trình ạ. Dạ. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hưng Yên ạ. Alo, em xin chào chương trình ạ. Dạ vâng, chào chị ạ. Chị năm nay nhiều tuổi chưa ạ? Dạ, em năm nay 60 ạ. À, 60. Rồi, chị băn khoăn điều gì đấy? Dạ, thưa chương trình là em có câu chuyện thế này. Em có cô con gái năm nay 23 tuổi. Rồi. Nhưng mà cháu cũng kết hôn được hơn một năm nay. Vâng. Nhưng mà trong lúc cháu kết hôn được 6 tháng thì cháu có gọi là có bầu. Rồi. Nhưng mà nó chậm kinh, mất mấy ngày, xong rồi thì sau đó thì nó cứ rong. Vâng. Xong rồi đi nó test, nó thử lấy thì là hai vạch, đi mua que thử vạch thì hai vạch, nhưng mà trong đó là cháu cứ đau bụng rồi là cháu cứ rong kinh. Rồi. Thế nên lúc một ngày nào đó thì bắt đầu là lúc rong lúc không, thế là nó mới lại ục ra một cái, nó bảo là em lại không có nhà, cháu mãi miền Nam cơ. Vâng. Thế là nó bảo là ra một cái cục thì nó gọi là nó cứ dai dai mà như là cái cục thịt ấy. Thế thì em cứ bảo hay là đấy là nó xảy ra rồi. Rồi. Thế xong rồi thì sau đó thì về nhà cháu cứ xem sao cháu rong. Thế là về ngoài Bắc lại thì bắt đầu là độ gần một tháng nó về, thì em đưa lên phụ sản Hà Nội là người ta khám, người ta mổ cấp cứu ngay bác sĩ ạ. Thế à? Mổ ngay là bảo là cháu bị thủng ngoài dạ con. À. Thế xong đó là cắt của cháu mất một bên vòi trứng. Rồi. Mổ cấp cứu ở phụ sản đấy. Thì bây giờ em băn khoăn là cháu nó như thế mà sau này cháu có sinh con tự nhiên được không ạ? Thế rồi thì là cháu có dễ có thai nữa không? Rồi. Em hỏi thế mà cháu mấy giờ mới lần đầu. Sau cái đợt mổ cấp cứu đến nay là bao nhiêu tháng rồi chị? Cháu thì cháu mổ từ tháng 9 năm ngoái. Rồi, tức là khoảng... năm ngoái, nhưng mà cháu cưới năm ngoái, cháu cưới tháng 10. Thì đến vừa rồi thì ở 6 tháng thì chồng cháu lại đi vắng 6 tháng này rồi. À, rồi. Thế nên là cái nguy cơ có thai tiếp theo là cũng không có đúng không ạ? Vâng, thì cháu ở nhà thì vợ chồng ở cùng nhau 6 tháng. Thế xong rồi. Vừa rồi chồng nó mới đi xa. Được 6 tháng nữa. Vâng. Thế là chồng đi đến bao giờ về? Chồng có đi sang nước ngoài, thế xong là chồng có đi nước ngoài. Vâng, đi xuất khẩu lao động à? Vâng, đi xuất khẩu lao động, nhưng mà nó bảo là rồi nó để nó làm giấy tờ cho vợ nó cũng đi. Thế thì em cũng không biết là thế nào. Vâng. Thì em cứ lo là sức khỏe sinh sản của cháu sau này. Bây giờ con thì đang ở cùng chị đúng không? Hay là... Cháu giờ nó đang ở cùng với em. Rồi, vâng. Rồi, thế là có mẹ có con thì chăm sóc sức khỏe nhau là cũng tốt hơn. Vâng. Biểu hiện của cái thủng ngoài dạ con như chị nói và đã được bác sĩ cấp cứu kịp thời rồi. Và sau khi xử lý tức là sẽ cắt một bên vòi trứng, đâm ra là cái nguy cơ khả năng có con chắc là nó chỉ còn 50% thôi đúng không bác sĩ Hoàng Thúy Hải? Vâng. Và bây giờ thì tất cả những băn khoăn thắc mắc của chị sẽ được bác sĩ Hoàng Thúy Hải trả lời nhé. Xin mời chị Hải ạ. Vâng, xin chào chị ạ.
À vâng, em chào bác sĩ ạ. Vâng, mình cũng rất là lo đúng không? Nó lại là vâng con ạ. Gái nữa mà lại... Vâng, cháu con gái, lại cháu lại lần đầu nữa. Vâng. Vâng. Thế mà nhưng thôi thế cũng là rất là may rồi ạ. Con may là con được mổ kịp thời cho nên là nó an toàn tới tính mạng cho con. Đấy là cái đầu tiên. Vâng. Chứ nhiều trường hợp mà để muộn quá nó gây viêm phúc mạc hoặc là nó gây chảy máu cấp ở trong ổ bụng thì còn có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa cơ. Đấy, vì thế mà thôi con như thế cũng là may rồi. Thế với lại cái vấn đề thứ hai á, thì mình cũng cứ động viên con. Thứ nhất là bây giờ may quá chồng nó cũng đi vắng thì nó cũng chưa thể có thai ngay được. Và đấy cũng là cái điều kiện rất là thuận lợi. Thì mình chăm sóc sức khỏe cho con, cho nó ổn định về mặt tinh thần, cho nó ổn định về mặt thể chất nhá. Cho nó yên tâm. Và nếu mà để có thai tự nhiên ý, thì con vẫn còn 50%. Có nghĩa là gì? Nghĩa là cái buồng trứng ở cái vòi trứng, buồng trứng ở bên mà không bị vỡ mà không phải cắt đi ạ, nó vẫn hoạt động bình thường thì con vẫn có thể có thai được. Tuy nhiên thì nó không thể cao, cái khả năng có thai tự nhiên nó không cao như là khi mà cái vòi trứng hai bên vẫn còn. Vì thế là trước khi mà con quyết định có thai lần này ấy, hoặc là trước khi chồng về hoặc là trước khi đi sang bên kia với chồng ấy, thì mẹ cũng cùng với con đi khám lại ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhé. Các bác sĩ sẽ kiểm tra xem là cái buồng trứng của con như thế nào. Tức là cái buồng trứng, đặc biệt là cái buồng trứng ở bên mà con lành ấy, cái bên mà con không bị cắt ấy nhé. Rồi kiểm tra xem là cái vòi trứng của con nó có tốt không, kiểm tra sâu một chút. Ví dụ như là phải kiểm tra xem, người ta sẽ có những cái kỹ thuật chuyên sâu một chút để người ta kiểm tra xem là cái vòi trứng ở bên đấy nó có tốt không, nó có thông thoát không, nó có mềm mại không, để rồi cái tử cung của con như thế nào, niêm mạc tử cung ra làm sao. Tất cả những cái đấy nó sẽ tiên lượng được cái khả năng mà con có thai bình thường hay không nhá. Người ta còn kiểm tra xem là nội tiết của con như thế nào nữa, thì lúc đấy sẽ quyết định tới cái việc là có thể có thai tự nhiên hay không. Thế còn trong trường hợp mà nó không may mà nó lại có vấn đề chẳng hạn, hay nói cách khác là những cái nguy cơ đe dọa có thể đến bị lần hai chẳng hạn, có rất nhiều trường hợp là sau đấy lại có thể bị tái phát và bị nốt cái vòi bên kia, cũng có trường hợp như thế. Thế cho nên là mình phải đi khám xét thật kỹ trước khi mình quyết định có thai lần sau. Thế còn tôi nghĩ là trong trường hợp mà nó có vấn đề gì đấy khó khăn thì mình có thể can thiệp hỗ trợ sinh sản, bây giờ cũng tốt mà chị. Thì mình có thể chủ động thực hiện các cái biện pháp liên quan tới hỗ trợ sinh sản tùy theo cái khả năng của con. Các bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho mình xem là hỗ trợ mức độ như thế nào, tình trạng mức độ ở cái phương pháp nào để có thể tốt nhất cho con nhé. Mình cũng không lo quá. Thế là thế em cũng băn khoăn, em chỉ lo là lần hai ấy nó sợ là nó lại như thế thì lo quá bác sĩ ạ. Hai cũng lo. Thế nhưng mà đấy, bây giờ thì rất may là ở Hưng Yên thì nó cũng rất là tiện ý. Chị cho con lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội này, Phụ sản Trung ương, những bệnh viện lớn, người ta sẽ có nhiều phương pháp, phương tiện người ta kiểm tra cho con thì mình sẽ yên tâm hơn chị ạ. Rồi, chị đang nghe rõ chưa và chị hiểu vấn đề chưa? Vâng, em không hiểu rồi, em cảm ơn chương trình nhé. Lắm lâu nhá, xin chào chị, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo Thái Bình đâu ạ? Dạ em chào Thành Văn nhé. Dạ vâng, chào anh ạ. Vâng, thế thì đúng, năm nay thì em 49 tuổi rồi. Vâng. Đây là hai cháu thì cũng lớn, một cháu là 25, một cháu là năm nay 22. Thế à? Vợ thì nó cắt đơn phương năm nay rồi. Sao? Vợ làm sao? Vợ ấy. Thì làm sao? Vợ nó cắt đơn phương ấy, cắt ly hôn ấy. À, ly hôn đơn phương. À vâng. 5 năm nay rồi. 5 năm nay rồi. Thế nhưng bây giờ này có, sau khi mà cắt thì được khoảng độ 2 tháng thì có cái bà thím bên thằng vợ đấy. Ừ, bà thím bên thằng vợ. Bà lại kết nối với em. Rồi. Chủ nhà đi uống cà phê với cái tình cảm này đến xa quá. Thì bà thím là bỏ chồng chưa? Thím là hai vợ chồng hay là chồng nghiện nên bỏ nhau đâu rồi. Rồi. Thì tóm lại là cũng chả họ hàng gì với vợ mình đúng không? Không họ hàng gì cả. Bà thím là bên vợ thì đâm ra cũng rủ đi uống cà phê, là bà ấy điện cho em thì em cũng đi. Hai đứa cháu này nhau đi. Thế sâu sắc đến mức nào rồi?
Bây giờ em ăn ngủ với khoảng nên bây giờ thím là thay thành em rồi. Rồi, thế tóm lại là ăn ngủ với thím của vợ đúng không? Thế là gọi bằng gì gọi thím ơi à? Thế là... Không, giờ này chuyển đổi không phải thím nữa rồi. Thế à, em ơi à? Thế thím em bao ơi, nhiêu tuổi? Bằng tuổi em. 49 à? 49. Rồi, thế thì tôi hỏi một chút. Tức là vợ đã ly hôn anh rồi. Thế bây ly giờ vợ rồi. Thì ở đâu? Gia đình vợ thì cách đi cùng một cây thôi anh ạ. Tức là ly hôn thì là bà ấy về nhà bà ấy ở à? Bà về nhà bà ấy ở. Thế còn ba bố con? Ba bố con ở với nhau à? Hay là hai con ở với mẹ? Không, con trai ra bà thì người ta phân xử là con trai ở với nhà con gái thì mình nhìn nó để ý của nó ở với mẹ nó. Rồi, thế tóm lại hai bố con đàn ông ở với nhau đúng một nhà đúng không? Còn hai mẹ con nó thì ở bên nhà ông bà ngoại đúng không? Vâng. Thỉnh thoảng hai bên có giao lưu không? Bây giờ nó lại đang đại học y ở trên Hà Nội. Rồi, thế là cái bà vợ cũ của mình có ai không nhỉ? Bà vợ cũ của em mà sau khi bỏ được một tuần thì là có người thứ ba xuất hiện nhưng mà cuối cùng cũng không lấy được nhau. Ừ. Tóm lại người ta cũng có mối trước rồi đúng không? Vâng, nên năm ngoái thì cũng xin là gọi về với em nhưng em không chấp nhận. À, lại có xin về nữa rồi. Năm ngoái là xin một bộ về đến đây nói chuyện với em nhưng mà em không chấp nhận. Thế à? Đấy, do là tính của em là nhiều khác vì em bộ đội về hưu mà anh. Rồi, thế cái bà thím kia quan hệ được bao nhiêu lâu nay rồi? Anh em ơi, anh ngủ nhau năm nay là 4 năm. 4 năm rồi, bỏ vợ 5 năm, 4 năm ngủ với thím vợ rồi đúng không? Dạ. Rồi. Bỏ sau khi 2 tháng ấy là bà kết hợp với bà ấy điện cho em trước. Ừ, thôi cứ đổ lỗi cho người ta. Mình nhiều khi mình nhấm nháy chứ, người ta mới theo mình. Đúng, hoặc là em mình... thì nói chung em cũng biết nói chuyện, cũng có cái hay của nó. Thế còn gì nữa, cũng giỏi tán cơ. Thì em nhờ các anh tư vấn cho em xem có được không? Bây giờ là muốn là đi đến xa hơn với cái bà thím của vợ ấy. Lấy nhau về làm vợ chồng đấy. Rồi. Bởi vì là hiện tại thì cái bà thím ấy cũng bỏ cái ông cậu của vợ rồi đúng không? Bỏ rồi, bỏ ông chú ấy. Thế à? À chú thím đúng rồi. Chú là về em của ông của vợ ấy. Rồi. Nhưng mà kể ra thì là hai con của mình là gọi cũng khó đấy nhỉ? Ok, anh cứ gọi ông bà đi anh. Hả? Cứ gọi ông bà được. Ôi thì gọi ông bà cũng được đúng không? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào Đồng Hương. Em chào anh Đinh Đoàn nhé. Này, 49 tuổi mà đã nghỉ hưu á hả? Em bộ đội em mới về năm ngoái mà. Em mới về năm ngoái. Lương hưu khá không? Mười mấy triệu? Em được gần 14 triệu nhỉ. Ôi dồi, thế là ăn chả hết đâu nhờ. Ăn thì nó cũng không lấy nhiều mục tiêu xa nó nhiều. Thế cái thằng cu mà ở với mình ấy nó có vợ chưa? Con này em nó lên 25 ngày sau đó thì cháu chưa lấy vợ. Cháu đang làm ở công ty may ở Bình Minh ấy. Bình Minh ở dưới thị xã Thái Bình, à thành phố Thái Bình đúng không? Công ty của ông chú lên nữa. À rồi. Thế rồi. Cháu ở làm bên kế hoạch. Cẩn thận không rồi là nó cưới trước mình cưới sau cũng mệt. Ừ. Em thì em thích cháu cưới vợ từ năm xưa rồi nhưng mà đó. Cháu lại chưa muốn lấy vợ. Bảo là mày có cưới nhanh để tao còn cưới không đến bao giờ đúng không? Kiểu này mà cháu nó không lấy trước thì em cũng phải lấy anh ạ. Vì em ở mình 5 năm nay rồi. Đúng rồi thôi. Nói khai thác ban nãy thông tin thì biết rồi. Vợ chồng mình là chia tay đàng hoàng chứ không phải giận dỗi gì. Về mặt pháp luật là không còn là vợ chồng. Cái bà thím kia cũng bỏ chồng, chú thím cũng chia tay nhau ra tòa. Về mặt máu mủ ruột già thì chẳng có họ hàng hang hốc gì đúng không? Thứ hai là về mặt luật pháp thì cả bây giờ là trai chưa vợ mà gái chưa chồng. Trước đây trong mối quan hệ gia đình thì gọi bằng thím vợ, nhưng bây giờ vợ cũng chẳng còn và kia thì cũng chẳng có là thím nữa. Vì còn lấy ông chú nữa đâu mà gọi bằng thím. Cho nên là đổi tình thành tình nhân rồi. Về mặt luật pháp không có vấn đề gì cả nhá. Mình hoàn toàn có quyền đến với thím và nó chỉ có một chút xíu khó khăn là cái chuyện xưng hô thôi. Thì nhưng mà ban nãy mình đã tìm được giải pháp rồi đấy. Cứ như Tây cái tất cả nó gọi bằng yêu, đúng không? Mình thì cứ thôi ông bà cũng không có vấn đề gì. Bà thím như mình trông còn ngon lắm, trông còn... Tất nhiên phải ngon thì anh mới nhấm nháy chứ còn nếu không thì mình nếu mà lại... Rồi. Xác định là nương tự... À bên nhà thím con cái lớn chưa? Cũng được một đứa con 27 tuổi lấy vợ rồi. À lấy vợ rồi, bà nó mới nữa không ở cùng nhà, nó lại mua nhà ở với Xúc nữa. Ừ, tức là bà kia thì ở một mình đúng không? Ở mình một cái nhà 2 tầng to ấy. Rồi, thế mình định là sau này đón bà về bên này hay là mình sang ở đấy ở với bà, còn nhà bên này để cưới vợ cho con? Anh em thì bên Đoàn mình không phải khuê, anh em 2 căn nhà chứ.
Úi giời, thôi thôi, thế là khoe rồi còn gì nữa. Em không khoe, em hai căn, em chuẩn bị đấu một cái căn ở ngoài mặt quốc lộ 10 đấy. Nói rất tốt, nói vui thôi, chúc mừng anh. Thứ nhất là về mặt luật pháp không vấn đề gì. Hai nữa là mình cũng cứ sống làm việc theo pháp luật đã. Còn tất cả những chuyện gọi gặm, anh mà lấy cái chị mà nguyên là thím ấy, chắc chắn cũng sẽ có lời ra lời vào. Nhưng người ta bảo là bịt được miệng chung miệng vải, chứ ai bịt được miệng thiên hạ. Kệ người ta, việc mình làm. Đấy, đúng không? Mình không chả phải loạn luân, chả vi phạm pháp luật gì thì có vấn đề gì đâu. Thế mà đặc biệt thì mình cũng có những trường hợp là chỉ cặp bồ, nhưng mà mình ở đây là người đàng hoàng. Mình không muốn rằng là cứ thậm thụt với nhau ở tuổi này rồi mà để người ta chỉ trỏ xì xèo là cái ông này bây giờ thấy hình như hay đi đến nhà bà kia, hình như còn ngủ với nhau, mệt lắm đúng không? Mình đi bước nữa đàng hoàng, tốt, không có vấn đề gì. Thì đi cũng nói thật với anh Đoàn này cũng xa rồi, đi sâu lắm. Thôi bây giờ thế này, bàn với bà ấy, một là đám cưới đàng hoàng linh đình, mình không vi phạm pháp luật gì, để cho mọi người biết là mình tử tế, sau này có sắp tay nhau đi. Em làm khoảng 25-30 mâm. Rồi bao nhiêu mâm thì chị đấy, nhưng mà phải làm đàng hoàng đăng ký kết hôn. Đấy, cái việc thứ hai là vẫn cái tử tế. Cái thứ hai là bàn bạc với nhau xem là ở bên nào, hoặc là cứ ở bên này một thời gian, bên kia một thời gian. Thứ ba là bàn nhau là có nên đẻ nữa không, bởi vì bà cũng 49 rồi, mình thì ok, không sao đâu. Em bàn nhau là không sinh con đâu anh ạ. Tốt. Hai bên đều có con rồi. Đúng rồi, con có rồi, sắp tới bên này cũng sắp có cháu, sắp có dâu, bên kia thì sắp có cháu nội. Có cháu rồi. Thế là thôi ông bà dành sống với nhau, chăm sóc thì nhau. Làm với nhau cái cuộc đời còn lại cho nó vui anh ạ. Bà kia có là cán bộ nghỉ hưu hay là mình có vất vả không? Cái bà kia thì cũng có tiền bà gửi ngân hàng ấy, tầm đôi 3 tỷ. Ôi thôi cũng được. Không, mình không phải là trông cái tỷ của bà, nhưng mà ít nhất là... Em không nghĩ về tiền đâu. Đúng rồi, vì mình cũng chẳng thiếu gì. Cái cơ bản nhất là không phải là bây giờ chẳng hạn như mình thì có lương hưu, mình ngồi đấy, xong chị thì vẫn phải đi trồng ngô, trồng lúa, rồi nó cũng vất vả thì nó cũng khó khăn. Nhưng mà như trường hợp của chị thì tốt rồi, hai ông bà dành thời gian chăm sóc nhau, đi chơi đây chơi đó, góp gạo thử cơm chung. Đúng rồi. Tôi tính nhá, anh có hai cái nhà thì xong, lương hưu 14 triệu một tháng, còn chị ý thì là có cái nhà 2 tầng to vật, cộng với đôi 3 tỷ gửi ngân hàng. Thế đâm ra hai ông bà mà cứ lấy tiền nhau góp lại rồi có khi là đi du lịch quanh năm đấy nhỉ. Không hết đâu. Rồi. Đưa bà Thiếm đi du lịch 3-4 năm rồi. Rồi. Cưới sao? Thôi nhưng mà đừng. Bắt đi xuyên Việt đi khoảng 10 mấy ngày mới về. Thôi nhưng mà bây giờ nốt lần này là gọi bằng Thiếm nhá. Từ nay giờ đi không gọi nữa. Ông cứ quen mồm là bảo hôm nay là tôi kết hôn cùng với Thiếm vợ thì chết nhá. Trang lên được bằng em rồi. 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 Cưới xong ông đi tuần trăng mật, xong về chuẩn bị bế cháu và đón một cuộc sống mới nhé. Giữ gìn sức khỏe. Chúc anh chị hạnh phúc. Cảm ơn chuyên gia tấm lòng Đinh Đoàn. Chúc anh chị trong ban biên tập thật mạnh khỏe, thật nhiều sức khỏe đấy. Rồi. Và hy vọng là anh sẽ là khán thính giả thường xuyên của chương trình Cửa Sổ Tình Yêu chúng tôi nhé. Xin chào anh. Cảm ơn chuyên gia tấm lòng. Biết anh đâu rồi, nhưng mà thời gian này em mới đi du lịch và em mới đăng ký em cách đây tuần trước. Thế rồi, rất là cảm ơn anh. Dạ, dạ. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Dạ vâng, em chào chương trình ạ. Dạ vâng, chào em bạn. Em có câu hỏi muốn chương trình tư vấn cho em ạ. Năm nay em 37 tuổi, em lấy chồng được 17 năm và có 2 cháu. Dạ. Và em phát hiện chồng em cặp bồ trong mấy tháng nay ạ. Và em cũng đã để cho chồng có nhiều cơ hội để quay về, như chồng em vẫn chẳng mấy cô kia ấy. Em thì muốn hỏi chương trình cho em lời khuyên là em hãy dừng lại hay là tiếp tục cái cuộc hôn nhân này. Tiếp tục cái cuộc hôn nhân này thì em rất mệt mỏi và giờ nhiều khi cảm thấy rất là mệt mỏi anh ạ. Tức là hai bạn đã trao đổi trực tiếp với nhau về vấn đề này rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, và anh ý thì nói thế nào? Anh ý bảo là anh ấy vẫn muốn yêu có vợ con. Đúng không? Vẫn muốn có vợ có con, nhưng mà anh ấy không bỏ cô kia đâu đúng không? Vâng, cô anh ấy cứ không bảo là không bỏ, nhưng mà ý là vẫn quan hệ, em vẫn biết là vẫn quan hệ ạ. Thế nhưng mà anh ấy thì vẫn quan hệ rồi, nhưng mà anh có hứa là không quan hệ không? Hay là không anh ấy anh vẫn không hứa là anh không quan hệ, anh không nói gì ạ.
À, tức là trao đổi nhưng anh ấy không thể hiện cái gì cả, đúng không? Vâng, vâng. Và thực ra thì mấy tháng gần đây thì bạn mới biết anh ta ngoại tình. Nhưng thực nếu mà cụ thể chính xác là bao nhiêu năm nay anh ngoại tình là bạn không biết rõ, đúng không? Không, mấy tháng nay chỉ em biết rõ là mấy tháng nay mình ngoại tình thôi ạ. Ừ, rồi cô ý là ai, bạn có biết không? À, em biết ạ, em đã biết và em cũng đã gặp người ta. Ừ, bạn gặp người ta, bạn làm gì họ rồi? Em chả làm gì, em cũng chỉ nói chuyện là thôi bây giờ cuộc sống hôn nhân thì chị cũng có gia đình và chồng em cũng có gia đình ấy. Ừ. À, tức là cô ấy cũng có gia đình riêng rồi đúng không? Vâng, cô đấy cũng đã nhiều tuổi rồi ạ. Nhiều tuổi hơn chồng bạn không? Nhiều hơn ạ. À, thế à, thế chồng bạn năm nay bao nhiêu? Chồng em ngoài 40 ạ. Ngoài 40 thì chắc cô ấy 50 à? Vâng, ngoài 50 ạ. Ngoài 50 cơ. Rồi, thế có phải hàng xóm của nhau không? Không ạ. À, nhưng mà biết nhau và đã hẹn gặp nhau ở quán cà phê rồi, cũng trao đổi là chị sẽ buông tha cho chồng em ra, chồng em trẻ người non dạ, nó mới ngoài 40 tuổi thôi, chị hơn 50 tuổi, chị có nhiều kinh 50 nghiệm. Ừ. Chị có nhiều kinh nghiệm nên là tôi buông tha cho thằng chồng nhà em ra, đúng không? Vâng, không, cũng không, em cũng nói chuyện là từng tiếng với hai người phụ nữ thôi, nhưng mà thế chị có nói gì không? Chị bảo em cứ về giữ lấy gia đình chị thì gia đình em, còn chị cũng không bao giờ chị bỏ gia đình chị. À, chị cũng không mà, chị cũng bảo là em cứ về lấy giữ lấy gia đình em thôi. Ừ, đúng không? Chồng em giữ chứ làm sao mà đổ tại lỗi của chị được, đúng không? Vâng, vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào. Vâng, cháu chào. Em chào anh Đinh Đoàn ạ. Ừ. Mình trẻ này, nhỏ nhẹ này, nhưng mà mình hiền lành quá. Vâng. Nhất là trong những lúc mà cần phải rắn giỏi lên để mà bảo vệ hạnh phúc của mình thì mình lại như là một nhà thuyết giảng đi gặp tình địch già của chồng mình để chị ơi chị buông tha cho em đi, chị giữ gìn hạnh phúc đi. Chồng em cũng là công chức xã hội, công nên thì em công làm chứ người ta cũng biết hết cả. Ừ, thật ra thì khi mà nó đã viêm ấy, viêm nhiễm nặng ấy, sốt cao co giật ấy, phải kháng sinh liều cao, chứ mình lại cứ đi uống mấy viên thuốc lá thuốc lẻo như thế thì thứ nhất là nó không khỏi rồi, nó thành cái nhờn thuốc đi nhá. Vâng. Cái người mà đều là hai người ấy đều là cán bộ công chức, một anh 40. Không, cái chị kia không phải ạ. Ừ, thôi được rồi, ai là công chức không quan trọng nữa. Vâng. Một người ngoài 40 tuổi với một chị ngoài 50, đôi bên đều có vợ có chồng đến với nhau, phần lớn là vì nhu cầu tình dục. Vâng. Không có yêu thương dung dinh tâm hồn tâm miếc gì ở đây cả. Chắc chắn là chồng mình không quý cái tâm hồn của chị kia mà quý cái khác. Và chị ấy cũng thẳng thừng là chị cũng chẳng bỏ chồng chị để chị cướp chồng em, cho nên chị mới bảo em cứ về em giữ chồng chị đi, chị không lấy chồng của em đâu, lâu lâu chị gặp một tí thôi, đúng không? Vâng. Đấy thì thế thì ở đây trường hợp này là thôi ra mắt không thấy thì tim không đau, bọn này là bọn ăn vụng thôi mà. Vâng. Nhưng mà mình đã chót biết rồi thì chắc sẽ khó chịu, nếu bảo bây giờ là thôi em cứ làm ngơ đi thì chắc không chịu được đâu. Luôn vâng. Luôn tưởng tượng ra. Anh này bởi vì là nhiều khi em biết rồi anh ấy còn công khai đi qua đêm với anh. Thì về em lại càng tức với anh. Thì bởi vì mình hiền mình chả dám làm gì mà. Đúng à. Không? Lại anh ơi anh nghĩ đi, anh tưởng tượng lại nhà mình đang êm ấm, hai đứa con đang thế nọ kia, lại bài ca ra trận thế thôi, đúng không? Vâng. Thế mình rồi. Tôi nói thật nhé, anh coi thường tôi quá đáng đấy. Nếu như thế tôi sẽ làm đơn, tôi đề nghị thôi thì tôi là người phụ nữ, tôi thấp cổ bé họng, chồng tôi không tôn trọng tôi nữa thì tôi nhờ các cấp chính quyền, tôi nhờ cấp nọ cấp kia, thủ trưởng của anh để giúp tôi. Anh ấy đang là cán bộ công chức thì ít nhất mình cũng phải biết là người ta có cái gì để mà phải giữ, người ta đang lo bà, cái gì. Anh bảo anh chả sợ nhất thì mất việc anh về vườn. Ừ. Chứng tỏ là mình chắc là mình không biết làm sao, nhưng mà nghĩa là mình không có nhiều giá trị đến nỗi mà anh cũng chả muốn không muốn giữ nữa. Tóm lại, thế tóm lại mình có làm ăn gì không? Mình làm cái gì? Em đi làm thợ may ạ. Ừ. Kinh tế có tự lập tự chủ không? Em có ạ. Về bây giờ em cũng có nhà rồi ạ. Có nhà. Mình có nhà riêng hay nhà của ông ấy? Bây giờ vợ chồng em thì có hai vợ chồng em cũng lấy nhau và hai bàn tay trắng, vợ chồng em cũng đã xây dựng được một cơ ngơi cũng khang trang và đầy đủ rồi anh. Và bây giờ thì nếu mà em cũng về thì bây giờ ngoài nhà ngoại em thì cũng còn một mẹ em và cũng có cơ ngơi cũng đàng rồi. Hoàng rồi anh ạ. Con bé nhất là bao nhiêu tuổi rồi? Con em năm nay lớn, bé nhất là 12 tuổi anh ạ. Bé nữa, các cháu tự lập được rồi một ít rồi đúng không? Cũng không phải bú mớm dắt dữ gì. Vâng ạ. Bây giờ thế này có hai hướng, một thì phải làm quyết liệt
đến thậm chí không phải gặp cái bà kia nữa mà gặp nhờ chồng bà ấy. Em biết chồng là có bà. Thể anh là người thế này thế khác, nhưng mà thôi thì vì em, anh quản chị giúp em một tí, để mắt đến chị giúp em một tí, vân vân. Hôm em lên thì chị cũng bảo em cứ vào nói với chồng chị, bởi vì là chồng chị cũng bị tai nạn, bây giờ kiểu như nó tai biến, nó cũng ngã nghe. Tóm lại thì ông lại nằm liệt một chỗ mà bà ấy đang thiếu một người đàn ông và chồng mình thì đang trợ giúp. Đúng cũng không dạng là liệt, vâng, cũng không dạng là liệt. Đã liệt ở cái đầu, cái tay thì cũng liệt đủ thứ. Vâng. Rồi, thế cho nên là cái đấy của mình nó khó khăn, nó chồng chất như thế đó. Dọa tố cáo cơ quan thì ông ấy bỏ việc cũng được, miễn là có được cái bà già kia, đúng không? Hai anh nữa là định dọa là cái ông chồng kia thì ông lại liệt, ông nằm đấy bà cũng chẳng sợ. Vậy là hai người này một bên không sợ vợ, một bên cũng chẳng coi chồng là cái gì, và đang say nhau. Vâng. Chắc là buông thì khó. Vâng. Bây giờ thì có một cách nữa thế này ạ. Mình có nghề nghiệp, mình có thu nhập, mình có công ăn việc làm, mình đang có hai đứa con, chẳng tội gì mình bỏ đi đâu. Cái nhà của mình là công sức mồ hôi của cả hai vợ chồng làm nên. Nếu mà anh không thích anh có ra đi thì phải người ra đi là anh ấy. Tội gì mà phải về nhà ngoại cho nó khổ ra. Nhà mình ở, tiền mình có. Chẳng thèm về nhà nữa, cơm nước cũng không việc gì phải nấu nướng gì. Nấu cho chăm cho con cho cái thôi. Em thì cũng muốn giữ gia đình, ý anh cũng muốn cho con, bố con kiểu như là có con thì mẹ ngoài ngoại em thì bảo thôi không ấy thì về ngoài này chẳng, ở trong đấy cũng khổ mà. Nói chung là dạng như ô sin, bởi vì chồng em công chức đi từ sáng đến tối, từ tối đến trưa và từ trưa đến đêm mới về. Nó không ăn ở nhà, ông không ăn ở nhà đúng không? Vâng. Ừ thôi đỡ. Không đỡ em đần việc gì ạ? Không đỡ đần nhưng mà khỏi phục vụ, coi như là mình cứ xác định coi như chết rồi. Gọi là coi như không có, nói như chết rồi thì nó tội nghiệp quá. Nhưng coi mà như không em có cũng, nếu mà ở đây thì càng áp lực hơn anh ạ. Nếu mà thế ở về nhà kia thì đỡ áp lực hơn, là tự nhiên đi lấy chồng, giờ nhà cao cửa rộng, xong là xách túi về nhà ngoại ở, bố mẹ thì cũng già rồi. Bởi vì bây giờ bố em cũng đã mất rồi và bây giờ cũng chỉ còn có một mình mẹ em thôi ạ. Ừ. Thôi thì tùy. Tuy nhiên thì mình sẽ có nhiều cái cách khác nhau. Người ta có thể mất 70% hay là mất trắng hoặc mất 30% là tùy lựa chọn của mỗi người. Trong lúc hiện nay thì chưa thể đấu tranh để mà giành giật để cho quay đầu là bờ. Vì cái điều quan trọng nhất là anh ấy không quý trọng gia đình nữa. Rất nhiều người đàn ông đi cặp bồ nhưng mà khi vợ phát hiện và nói thì luôn luôn cũng có nói rằng là anh xin lỗi rồi. Đây chỉ không, là từ hôm đấy chưa bao giờ xin lỗi em ạ. Rồi, ông ấy cho rằng đấy chả phải có lỗi mà lỗi cô ấy. Cô không làm cho tôi say đắm, tôi không yêu được nữa. Cái nhà này không là tổ ấm, ông đi suốt ngày ông chả thèm về. Mà thậm chí là chẳng phải theo một cô gái trẻ mà lại theo một bà già 54 thì mình ở đây rõ ràng là thôi, không nói lỗi ở ai. Chồng em không ấy thì bảo mày nộp đơn ạ. Mày không thích thì mày nộp đơn. Đấy, nghĩa rằng chứng tỏ tất cả những cái việc ấy là để chứng tỏ rằng là anh ấy không thiết tha gì với gia đình, thậm chí mất việc cũng không sợ. Mất cả gia đình, không có vợ con thì thích thì nộp đơn đi. Anh ấy chỉ cần có cái kia thôi. Vâng, thế thì nên em cũng đang phân vân là không biết ở hay là về ngoài kia ạ. Bởi vì là em cũng bảo là cho anh thời gian cũng là mấy tháng rồi. Bởi vì em phát hiện và em cũng đã mấy tháng nay rồi ý. Anh ấy có cần đâu mà cần thời gian. Vâng, thế nên là em cho cũng nên đang là kéo dài ý tính. Bởi vì em cũng, thế này là em cũng ở nhà em may và em cũng chăn nuôi. Bởi vì giờ đợt vừa rồi em cũng mắc một số ấy nên là em vẫn chưa ấy được. Nên là bây giờ em định là xong đây thì em cũng về ngoài đằng nhà nào cũng một mình nuôi con, đằng nào cũng phải làm thợ may để mới có tiền, thế sao không ở luôn chính ngôi nhà do bàn tay mình làm nên, vẫn chăm con, vẫn từ trước giờ vẫn một mình, nay vẫn cứ một mình đi, nhưng mà không trông cậy vào ông nữa và không có đặt niềm tin hy vọng rằng là kéo ông trở về, mà mình sống cho mình đi, ngoài việc làm kiếm tiền, ngoài việc chăm con thì mình thương yêu bản thân mình hơn một chút, đi đây đi đó, đi nọ đi kia, có các mối băng giao bạn bè, vui vẻ sống tươi tắn, mình mới có 30 mấy tuổi đầu, đúng không? Đấy, nhiều người 37 tuổi trông ngon lành cành đào, mình làm mình có tiền, mình váy vóc xong rồi son phấn xong, các con nó lớn rồi, nhắc con ở nhà cắm cơm đi, mẹ đi đây đi đó, chiều nay mẹ đi giao lưu với chỗ nọ chỗ kia, hai đứa ăn cơm đi, mẹ về sau. Làm sao để thấy rằng không có, để ông nhận ra rằng không có ông ấy, mẹ con mình cũng không sao, mình cũng không chết. Để chứ còn bây giờ mình cứ chạy mình theo với này, anh ơi anh quay đầu là bờ đi, ông có cần quay đâu mà bảo là cho 3 tháng với 4 tháng thử thách. Em mấy tháng nay em cũng trả chuyện trả trò trả gì hết, về thích đi đâu thì đi và thích làm gì thì làm, em cũng không gọi điện mà cũng không chuyện trò ấy anh. Rồi. Theo tôi thì
cái việc mà anh ta khắc phục những cái khuyết điểm mà đã xảy ra thì hầu như là không có phương án. Và anh ý quyết tâm rằng là sẽ bỏ mẹ con bạn để đi đến với người tình mới. Đâm ra cái chuyện mà níu kéo hay là cho anh ấy thời gian hình như không phải là cái phương pháp xử lý tốt. Bây giờ bạn phải tự xác định tương lai cuộc sống cho mình và các con của mình. Một là nếu mà không níu kéo được thì thôi, là có thể nộp đơn ra tòa để tòa phân xử. Và sau khi phân xử xong thì mẹ con bạn ở lại hay đi về nhà ngoại thì đấy là quyền quyết định của bạn nhé. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia Tân Lạc Linh Đoàn. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Thái Bình. Vâng, tôi đây ạ. Dạ vâng. Chào Thành Văn nhé. Dạ vâng, chào anh ạ. Vâng, Thành Văn ơi, tôi có hai câu hỏi muốn xin nhờ chương trình tư vấn. Dạ vâng. Thứ nhất là tôi muốn hỏi cho cháu tôi là năm nay 9 tuổi. Thế mà cái chương trình này tôi muốn hỏi mà để cho con tôi nghe lại để nó trực tiếp nó nghe lại để nó chữa bệnh cho con nó, thì cháu nội tôi là năm nay lên 9 tuổi mà cái chim của nó tại sao nó lại cứ thụt vào như cái con ba ba đấy. Thế mà cái cổ con ba ba đấy mà nó lại không bình thường, nó không dài ra được. Nhưng đêm nó ngủ thì nó cũng, hoặc nó đi vệ sinh, đi giải, hoặc tắm, hoặc tôi cứ nghịch cho cháu thì nó cũng thoải ra được tí thôi, Thành Văn ạ. Dạ vâng. Thế mà bây giờ thì muốn nhờ bên chương trình, bên này bác sĩ tư vấn giúp xem là có cách nào để chữa chạy cho cháu hay nó có vấn đề gì không? Dạ vâng, thế là cháu nội thằng cu này là đích tôn đấy à? Cháu nội Thành Văn ạ. Đích tôn đấy à? Đích tôn đấy. Úi dồi ôi, thế là bố mẹ nó đi đâu mà ông lại phải... Bố mẹ cháu thì công tác ở trên Lai Châu, thế mà tôi thì là trực tiếp thì bố mẹ cháu cũng không có cái thời gian để hỏi. Dạ vâng. Thế thì tôi là muốn nhờ như thế này cái chương trình này để tôi trực tiếp truyền lại cho cháu, để cho bố mẹ cháu biết, để bố mẹ cháu xử lý theo cái tư vấn của bác sĩ. Rồi, thế là 9 tuổi nó học lớp 4 đúng không ông? Vâng ạ, đúng rồi ạ. Dạ vâng, thế là cô cậu được bao nhiêu cân, cao mét mấy đâu? Cháu là bây giờ cháu cao phải là 1,5 m. À. 1,5 m, trên 1,5 m, mà cháu nặng là 51 cân. Nhìn nó có thức béo không ông? Béo đấy, béo à, đấy. Thế à? Thế cái phía trên mu của nó chắc là rất là nhiều mỡ đúng không? Vâng, trên mu nhiều mỡ, mà cháu từ bé đến giờ, từ lúc sinh đến giờ cơ, chứ không phải từ tức là đó. Nó có yếu tố là mập mạp từ bé đúng không? Chắc là ở cùng với ông bà nội, ông bà nội chăm quá, có mỗi thằng cu đích tôn nên ra là chăm quá đúng không? Vâng. rồi đấy là câu hỏi thứ nhất. Thế còn câu hỏi của thứ hai của anh là gì? Đấy, câu hỏi muốn thứ hai là muốn là xem lại, nghe lại cho bố mẹ cháu nghe lại cái chương trình này rồi. Để bố mẹ cháu biết, để bố mẹ cháu xử lý cho cháu. Dạ vâng. Của bác sĩ tư vấn. Dạ vâng, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi thì phát sóng hàng tuần trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, vâng, kênh VOV2 nhé. Từ 10 giờ vâng. đến 10 giờ 45 phút và sẽ được phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Ngoài ra thì chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi sẽ còn được phát lại trên các nền tảng của mạng xã hội. Trong cái thời gian này đấy, Thành Văn? Không, nếu mà đã trên mạng thì anh nghe bất cứ lúc nào rảnh rỗi, nhanh nhá. Nửa đêm vâng. hai ông bà mở ra nghe cũng được mà, nhỉ? À, thế ạ. Vâng, dạ, vâng. Vâng. Thì bây giờ về cái câu hỏi mà anh vừa nêu với cậu 9 tuổi, cháu đích tôn của anh, vâng. bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng ạ, vâng ạ. Vâng, tôi chào anh ạ. Vâng, chào chị nhé. Mình lo lắm đúng không anh? Vâng, có mỗi thằng cu đích tôn mà bây giờ cái chỗ chim cò nó không bình thường theo mình ấy, thế mình cũng lo rồi sau này nó lớn lên rồi không biết là đấy. Con nó thế nào đúng không anh? Vâng, vâng. Tôi nghĩ là tôi hoàn toàn thông cảm với anh về cái nỗi lo đấy thôi mà. Vâng. Chả phải cái chỗ đấy đâu, nó cứ bất thường không chỗ nào là mình đã cảm thấy nó không yên lòng rồi. Vâng ạ, vâng. Với những cái em bé mà nó rất là mập ý, như anh Văn ban nãy anh có hỏi anh ý ạ, thì vâng. nếu như mà nó mập quá, cái lớp mỡ ở phần mu của nó rất là dày, có vâng. thể khiến cho nhìn cảm giác là cái chim nó sẽ bị rụt hơn so với cả bình thường ạ. Vâng. vâng. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là bởi vì anh cũng mô tả là từ bé nó đã như thế rồi, kể cả lúc nó đi tiểu hay là lúc tắm cũng không thấy nó như những đứa trẻ khác đúng không anh? Vâng ạ. Thường vâng thể ạ. Nó nhỏ hơn rất là nhiều. Vâng. vâng. Nó cũng nó có thể nó không thò được ra vâng. bác sĩ Hải ạ.
nó chỉ nhú không nhú được ra, vâng, mà mình nghịch nó thì nó mới lên được thôi. Vâng, nó thì nó mới lại ra được tí, vâng, thôi. Thông thường thì bao giờ dương vật nó cũng sẽ ở tư thế nghỉ như thế, chỉ khi mình kích thích vào nó thì nó mới thay đổi kích thước thôi ạ. Nhưng tôi nghĩ rằng là có lẽ là phải nhìn thật là rõ và có bằng chứng để bác sĩ nói cho con đúng là con có bị hay không, thì ông bà hoặc là bố mẹ sẽ đưa con về dưới Hà Nội ạ. Và rất là tiện, tức là anh sẽ đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ người ta sẽ kiểm tra cho con xem thực sự có phải là con, kích thước của con nó như vậy hay không. Bởi vì nếu như nó chỉ là bình thường thì con lớn lên, con giảm cân, khi con dậy thì hơn, con sẽ phát triển mọi thứ, thì lúc đấy nó sẽ trở về bình thường và mình không phải lo lắng gì. Nhưng nếu thực sự nó là bệnh lý thì người ta sẽ có thể, vì thường là cái bệnh lý mà có cái biểu hiện là cơ quan sinh dục nhỏ bé rụt như vậy thì nó thường là những bệnh lý liên quan đến nội tiết ạ. Vâng, nó có những cái bệnh lý của cơ quan nội tiết, nó có thể có những cái triệu chứng như vậy, như thế. Cho nên là mình, nếu mình được phát hiện sớm, mình được xử lý sớm thì nó sẽ tốt cho con hơn. Đấy cũng là một cái để mà nó bằng chứng rất là rõ cho mình là con là bình thường hay không bình thường. Thế thì anh nói với bố mẹ con là trong dịp hè tới này thì đưa con về Hà Nội nhé. Và đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Thì tôi báo cáo với bác thế này, cháu là cách đây 2 năm rồi. Là cũng cho cháu về Viện Nhi Trung ương để phẫu rồi, bác ạ. Thế nhưng mà phẫu rồi nhưng mà nó lại cũng cứ thế thôi, chứ nó không có cái gì hơn được nữa. Tức là con đã về đấy khám rồi ạ? Vâng, cũng về Viện Nhi Trung ương là khám và cũng phẫu rồi. Phẫu rồi nhưng mà nó lại không có cải thiện thêm một tí gì được. Thế ạ? Vâng. Thế thì tôi đang lo là thứ nhất là cũng như là của nam giới thì bây giờ nếu mà nó cứ ở bên trong vậy thì vệ sinh không tốt. Thứ nhất là sợ là cháu lại nhiễm khuẩn chẳng hạn, ví dụ thế. Hoặc là nó không, sau này nó trưởng thành cũng như bác nói đấy. Nếu như mà nó ở cái lớp mỡ thì nó đơn giản thôi, nhưng mà nó lại bẩm sinh ở bên trong thì sợ rằng là cháu giờ bé mà không cho kiểm tra kỹ thì không được. Thế mà muốn đi kiểm tra thì bây giờ là không biết đi về đâu thì hỏi bác sĩ để bác sĩ tư vấn giúp. Vâng ạ, vâng. Vâng. Anh ơi, thực ra là con đã được, tức là con có những cái, nó cũng có những cái bất thường, đúng không ạ? Vâng. Vâng ạ, không có gì bất thường cả. Đấy thì nó bất thường thì người ta mới phải phẫu thuật cho nó, người ta mới phải can thiệp cho nó mà. Vâng, phẫu thuật rồi nhưng mà nó không cải thiện được một cái gì. Vâng ạ, vâng. Như thế chứng tỏ là con cũng có những cái bất thường rồi. Thế thì bây giờ theo tôi ý, nếu mà cẩn thận nhất, mà nếu như nó liên quan nhiều tới ngoại khoa như thế thì anh có thể cho con đến Bệnh viện Việt Đức cũng được ạ. Đến khoa Nam học của Bệnh viện Việt Đức, nếu mà ở đấy các bác sĩ sẽ khám cho con trong những trường hợp cụ thể thì ở đấy khoa nhi của Bệnh viện Việt Đức người ta cũng có xử lý những trường hợp như thế ạ. Vâng. Đấy, thì nó cũng sẽ tốt hơn nếu đã khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương, loại trừ các cái vấn đề liên quan tới nội tiết, tức là những cái bệnh lý mà mình quan ngại nhất. Thế còn nếu như nó chỉ là một số cái dây nó sơ hay là nó bị ngắn hay nó co kéo gì đó mà liên quan tới ngoại khoa thì anh có thể cho cháu đến Bệnh viện Việt Đức ạ. Khoa Nam học của Bệnh viện Việt Đức. Tới đây này, tới đây này cho cháu lên Việt Đức thì nhỉ. Thực ra thì cái chuyện khám cách đây 2 năm khi cháu 7 tuổi là khác hoàn toàn với việc bây giờ sau 2 năm đi khám lại. Bởi vì ở nhất là cái tuổi tiền dậy thì như thế này thì mỗi năm các con đã phải phát triển theo một hướng khác rồi anh nhá. Vâng, nghĩ nó phải cải thiện đi chứ anh Thành Văn nhỉ. Dạ vâng. Đây nó không thích cải thiện gì thì mình cứ lo. Này ông không nên lo lắng quá, bởi vì có khi mai mốt cháu nó dậy thì lại phát triển một cách nhanh quá, ông lại bảo là ui dồi ôi, mày có gen của ông. Lúc nào cứ làm sao cứ khỏe được như Thành Văn bên này tôi thì tốt quá. Dạ vâng, cảm ơn anh. Vâng, tôi cảm ơn anh chương trình Văn Chí nhá. Dạ vâng, chào anh ạ. Chúc anh có sức khỏe thật tốt, chăm sóc cháu tốt nha. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội. Dạ vâng ạ, em chào chương trình ạ. Chào bạn. Chào MC ạ. Dạ vâng. Bạn hãy trình bày câu hỏi đi, các chuyên gia của chúng tôi đang nghe đây. Dạ vâng, em có hỏi là em có xích mích với mẹ chồng ấy. Thì mấy ngày gần đây thì là em có xảy ra cãi vã với mẹ chồng ấy. Thì hai mẹ con cũng xô xát rồi, cũng to tiếng với nhau ấy. Cho em hỏi, và bây giờ em
bị mẹ cho ra ngoài ở riêng rồi ạ. Ừ, chồng em không theo em ấy. Chuyên gia cho em hỏi là bây giờ em nên làm như thế nào? Rồi, thế là năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô gái? Dạ, em 27 tuổi ạ. Thế là làm dâu được bao nhiêu năm rồi? Không, em mới được có mấy tháng thôi ạ, 5-6 tháng thôi ạ. Mới được 5-6 tháng mà lại xô sát với mẹ chồng, thì có ai đi bệnh viện không đấy? Xô sát dạ, là xô sát kiểu? Không, ý là chỉ là hai mẹ con nói chuyện to tiếng với nhau thôi ạ. À, chứ không phải động tay động chân đúng không? Dạ không ạ, vâng, rồi. Nhưng mà kiểu như tức nước vỡ bờ thì cũng hơi to tiếng một chút ạ. Rồi, thế là cưới nhau mấy tháng thì đã có tin vui chưa? Dạ có, nhưng mà nó bị sẩy rồi ạ, thì cũng bị sẩy cách đây 2 tháng ạ. Rồi, thế hiện tại thì mẹ chồng tống ra ngoài ở, thế là tống cả hai vợ chồng hay tống mỗi mình bạn? Không, chồng thì có hỏi mẹ thì mẹ bảo là cái đấy là tùy quyết định, nghĩa là chọn mẹ hay chọn vợ là tùy quyết định ạ. Tại vì là chồng thì con một ạ, chị thì ở xa nên là hai chồng kiểu đi lại lại ạ, chỉ qua chỗ em được tầm 1-2 hôm thôi ạ. Tóm lại là bây giờ là mẹ chồng tống bạn ra ngoài ở, thỉnh thoảng thì chồng tạt qua như kiểu là thăm vợ thôi đúng không? Còn về cơ bản thì là cả tuần thì ông ấy vẫn ở với mẹ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi ạ. Bạn 27 tuổi, chồng bao nhiêu mẹ tuổi? Chồng em hơn em 11 tuổi ạ. Tức là ông ấy 38 tuổi rồi á? Dạ vâng ạ. Ồ, thế vẫn mà vẫn như trẻ con thì không bảo vệ được vợ à? Vâng, đấy ạ. Nhà em thì đấy là em cũng xấu sát với mẹ em cũng có to tiếng thì em cũng nhận lỗi xin lỗi 6-7 lần rồi, nhưng mà mẹ cũng vẫn không đồng ý. Lúc đấy đến lần thứ 7 thì đồng ý, nhưng mà lại bắt viết bản kiểm điểm ấy, nhưng mà chỉ vì cái bản kiểm điểm là nó có một trang giấy ạ, thì là sau rồi mẹ đuổi ra khỏi nhà luôn ấy, rồi luôn ấy. Đáng lên viết là dài ra một tí, nó phải tình tiết, nó phải lâm ly bi đát vào khoảng 3-4 trang, lại viết một trang, tức là thái độ của bạn là không nhận lỗi một cách nghiêm túc, đâm ra là cái bản kiểm điểm ý không giá trị, đâm ra là bằng cái hình thức là thôi không chấp nhận và tống ra khỏi nhà mẹ đúng không? Mẹ nghĩ như thế là chống đối ạ và không tôn trọng mẹ. Bố chồng còn không? Dạ không ạ. Thế à? Thế bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Là tầm 64-65 ạ. Rồi, thế bà còn khỏe không? Chắc là khỏe thì mới cãi nhau được với con dâu chứ đúng không? Chứ yếu thì nằm một chỗ thì chắc là bị con dâu nó nhảy tưng tưng lên thì chắc là cụ cũng im thế nào cũng được đúng không? Vâng ạ. Rồi xô sát gì mà khủng khiếp thế? Thì cũng chỉ vì những cái chuyện lặt vặt trong gia đình như kiểu nấu ăn rồi giặt quần áo các thứ thôi ạ. Nhưng mà kiểu như chuyện bé xé ra to ấy thì lại nảy sinh mâu thuẫn nhiều ấy ạ. Rồi. Bạn gia đình chồng thì ở Hà Nội, thích quê bạn thì ở đâu? Em ở Cao Bằng ạ. À, rồi. Đâm rồi bắt buộc phải thuê nhà ở riêng đúng không? Hay là dạ, mẹ vâng, chồng em cho nhà riêng? Ở riêng ạ. Thuê nhà trọ ở riêng em rất là khổ. Em mở được 1.5 tháng rồi đó. Rồi, thế là cuộc sống lại trở về như thời sinh viên đúng không? Vâng, kiểu như độc thân luôn ạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào cô gái. Dạ vâng, em chào anh ạ. Phải nói là mình rất là vất vả bởi vì còn rất là trẻ. Vâng mà ạ. Lại làm dâu, còn dâu Hà Nội. Mà lại dâu vâng. Làm dâu của một bà mẹ quá chồng. Bà ấy vâng. Dồn hết tình yêu thương cho một cậu con trai duy nhất. Một cậu con trai tuy 38 tuổi nhưng mà như một thằng bé của mẹ. Vâng cho nên ạ. Mẹ bảo là sao nghe vậy. Mặc dù bây giờ có một cô vợ rất là trẻ, chắc chắn phải trẻ sinh thì mới lọt được vào mắt xanh của anh ấy, một cô gái ở Cao Bằng mà lấy chàng trai Hà Nội đúng không? Thế nhưng mà cuối cùng thì mẹ bảo bây giờ muốn chọn mẹ thì chọn, mà chọn vợ thì chọn, nhưng mà cũng không dám chọn cái gì cả. Mà cũng không phải quỳ xuống xin lỗi là nhà con nó còn trẻ người non dạ, có gì mẹ là tha cho để rồi con sẽ dạy vợ con hay là để vợ con chúng con bảo nhau. Rồi trước mặt mẹ thì quát vợ lên một đôi câu cho mẹ vui lòng. Để rồi anh ấy phải là hơn mình ấy, là 11 tuổi, tức là gần một giáp đấy. Là một thế hệ đấy, đáng lẽ gọi ông chú được rồi đấy. Thế và ông chú thì có nghĩa vụ, có trách nhiệm là dạy dỗ cô cháu để bước vào đời. Là mẹ anh tính thế thôi, chứ mẹ anh cũng tử tế lắm. Mẹ anh toàn đi chùa vân vân. Em về em cứ cười, em cứ nọ kia, mẹ nói gì em cũng cứ vâng ạ cho anh. Tức là anh ấy phải là cái người như thế, nhưng mà anh ấy cũng chẳng đủ năng lực.
bốn mươi mấy tuổi không biết là còn thế nào nữa. Tôi không biết là sâu sát chuyện gì, nhưng mà một bên giữa một người rất cố chấp và một bên thì mình còn trẻ không đủ biết rằng là thôi cứ nhún đi, bà ấy nói thì bà ấy nghe. Đấy, mà mâu thuẫn chỉ có xảy ra chuyện nấu ăn đúng không? Vâng, bà chỉ nấu ăn gặp chỗ, nhưng mà nghĩa là bình thường thì em cũng gọi dạ bảo vâng, thế lại cũng làm theo ý bà ấy ạ. Nhưng mà tại vì chỗ cái đợt đấy tâm trạng em cũng không được tốt ấy, mới xảy bé nên là em cũng kiểu mệt mỏi ạ. Rồi đấy, tự nhiên có đứa cháu hy vọng là sắp có đứa cháu nội để bế thì đã bị làm hỏng, tất nhiên không phải lỗi ở mình nhưng bà cũng đã tức rồi, xong bây giờ nói thì nó bắt đầu nó biết cãi. Tóm lại thì bây giờ mình đang làm gì mà ăn? Dạ ý là em có xin lỗi và có bảo chồng em xin lỗi rồi nhờ các cậu nhưng mà đều không được ạ, bà cũng vẫn chưa đồng ý ạ. Rồi thì có thể cũng chả cần xin lỗi nữa, thế nhưng mà cơ bản bây giờ mình đang làm ăn gì, hay là chồng mỗi tháng cho mấy triệu ăn? Dạ em vẫn có thu nhập ổn định, tháng vẫn đủ ăn đủ tiêu ấy. Cái nhà ấy là bà ấy thuê cho mình hay là bà ấy đuổi mình đi mình tự phải thuê? Em tự đi thuê ạ. Bây giờ là nhà mình tự thuê này, tiền mình mình tự ăn này. Ông kia lúc nào cần thì ông mò đến này và miễn phí luôn. Có phải là vợ chồng cãi nhau đang hờn dỗi gì đâu? Về phía em với mẹ chồng chứ không phải là vì lý do em và chồng ấy ạ. Biết rồi, nhưng người đàn ông không bảo vệ được mình xin lỗi người ta không cho thì mình trở thành người như vậy là có cưới xin cái hỏi đàng hoàng, bây giờ thành một đúng là nếu mà có nhà ngoại là trả về nhà ngoại đấy, nhưng mà không có ngoại thì phải đứng đường đấy. Mình phải xác định là mình như thế ở mà một mình ạ. Mà rồi dần dần ông ấy là cái người mà gọi là không đủ để mà quyết định mọi thứ, nó rắn giỏi rằng là cứ lôi em cứ về đây, em cứ về nhà này ở đi, mẹ có đánh chết mình cũng không có đi đâu cả, cứ lăn ra đây rồi anh sẽ nói nọ nơi kia, nhưng mà cũng đồng ý để cho vợ ở đấy, xong rồi để cho mẹ hài lòng, xong thỉnh thoảng mò ra với vợ thôi. Thế thì đành rằng còn tình cảm còn tình yêu, nhưng mà cái ông này như thế mình có trông cậy được không, có trông đợi được mà không? Hy vọng là lấy một ông chồng già để mà ông ấy chiều, ông ấy thương mình đấy ạ. Vâng. Cuối cùng thì bây giờ lại là một cậu ấm lớn tuổi thì cũng mệt lắm đúng không? Dạ, cho nên có cách hai cách. Cái thứ nhất, cố gắng đến muối mặt một lần nữa, con nói thật với mẹ, con vẫn yêu nhà con, yêu chồng con cũng có lỗi lầm, con còn trẻ, con còn chưa hiểu biết gì, mong mẹ tha thứ cho con về đây để được con sống với chồng và cũng có cơ hội để gần gũi rồi gọi là chăm sóc mẹ. Con trả cái nhà kia rồi con đi lấy chồng thì bố mẹ con đã dặn rằng là như thế nào cho nữa cũng cố gắng hòa hợp với gia đình nhà chồng, cho nên là thôi mẹ bây giờ có đánh con đuổi con không đi, con cứ nằm đây thế này. Đấy là cái thứ nhất là phải nhún vậy. Còn cái thứ hai là thôi mình xác định là mình còn trẻ, mình may mà chưa có con, bây giờ có tiền, có bạc, có nghề, có ngỗng, cứ làm ăn, cứ túc tắc như thế, nhưng phải gây sức ép với ông chồng. Thế tóm lại anh bây giờ anh là người trưởng thành rồi, 38 tuổi đầu rồi, em lấy anh cũng hy vọng rằng anh là cái chỗ nương tựa. Em đã là một cô gái ở tỉnh xa, về đến đây không họ hàng, không bố mẹ. Thế thì còn cái người thân duy nhất là anh. Thế thì bây giờ tóm lại với anh, theo anh thì cái lỗi mà giữa em với mẹ như thế, anh em lỗi có đáng để mà phải đuổi ra khỏi nhà thế này không? Vân vân. Và anh định để cái trường hợp này đến bao giờ? Hay là cứ để đây em đi tự lo một mình rồi như một cái nhà trọ, lâu lâu anh ra với một cô gái gọi là như cặp bồ ấy, mà là cặp bồ không được trả công ấy, đúng không? Ví dụ như thế, mình phải dồn sức xem ông ấy quyết định thế nào ông bảo. Nghĩa là em cũng đã thực hiện hai phương án đấy rồi. Phương án thứ nhất thì em cũng đã về xin lỗi mẹ hai lần sau khi mà chỉ vì một cái bản kiểm điểm thôi ạ. Em cũng đã về xin lỗi nhưng mà mẹ kiểu như là nói những lời mà kiểu không tôn trọng em ấy ạ. Ví dụ kiểu bà như, bảo sao? Ví dụ như là bảo là không chứa chấp nhà, xong rồi bảo là đã thay chìa khóa mà tại sao lại đến đây ạ, mò đến đây làm gì ạ, kiểu như là bảo là em lấy cái gì của nhà đó ạ. Tóm lại là người ta đã đuổi ra khỏi nhà rồi đấy. Vâng. Thế còn đấy, phương án thứ hai thì làm phương sao? Án thứ hai thì là đã thuyết phục chồng rồi và cũng đã bảo chồng nhà em ạ, phía nhà bố mẹ em ạ, thì đã bảo đã nói chuyện với anh đấy và bảo là anh đấy cố thuyết phục mẹ để bố mẹ nói chuyện với lại bà xem thế nào ạ. Nhưng thôi, mà đừng làm khổ bà ngoại nữa. Cũng và cũng mãi mới nói chuyện với mẹ, nhưng mà em cũng không biết là anh ấy thuyết phục kiểu gì mà mẹ anh cũng vẫn chưa đồng ý ạ.
Người ta không thuyết phục đâu. Người ta không thuyết phục đâu, người ta sẽ bảo con người ta là cái như con ấy, chả có vợ này thì có vợ khác, mẹ thì có một mình mẹ. Để như người như mày lấy đâu chả được vợ, không không lấy một cái con người thế nọ người thế kia, người ta nói cái điều không ấy. Đừng có bắt bố mẹ mình khổ đi. Với một người cố chấp đủ bao dung thì người ta sẽ không chấp với cô con dâu còn trẻ người non già. Bây giờ mình bắt bố mẹ mình mò từ Cao Bằng xuống đây xong rồi lễ mễ kéo đàn kéo đống đến nhà người ta quỳ xuống để xin cho con gái mình để được ở thì khác mình ra mình hạ thấp cái giá trị của mình quá. Mình cũng phải biết rằng là họ cũng không có sáng giá gì lắm mà mình cũng không đến nỗi chết đâu. 27 tuổi đầu từ ở trên kia xuống cũng có học có hành, bây giờ cũng tự làm tự ăn tự thuê được nhà. Tóm lại thì mình trông đợi cái gì ở người ta cái chứ, đúng không? Tình thương chả có, tình yêu thì không, tiền thì cũng tự lo. Thế bây giờ mình cứ đâm đầu đổ đuôi về đấy làm gì? Mình sống bình thường, rồi thậm chí mình còn có bạn, có bè đến nhà chơi, thậm chí để cho anh thấy rằng là mình, anh ấy cần phải là người vững vàng lên thì mới có mình. Không xin nữa. Vâng. Xin thế đủ rồi. Em thì em cũng không muốn là để mọi người biết chuyện này, thì cả em cũng không muốn là nhưng mà cũng không nghĩ là mình sẽ xảy ra những chuyện như thế, nên là em cũng chưa chấp nhận được sự thật kia, nhưng em cũng vẫn cố gắng là cái phương án là cả hai đều hòa hợp. Cả hai hòa hợp, bàn tay phải hai cái bên cùng vỗ thì nó mới tạo ra tiếng vỗ tay, còn một cái tay mà cứ đập vào bên kia nó bỏ nó chạy thì vỗ vào đâu, đúng không? Mình bây giờ mình hãy bỏ những cái sĩ diện đi, nào là mang tiếng lấy được giai Hà Nội rồi vừa mới được vài tháng giờ nó đuổi ra rồi không dám chia sẻ với ai. Thật ra mình bước vào một cuộc sống, nếu mình thấy nó quá khó khăn quá khổ, nhìn thấy tương lai nó mờ mịt, mình dừng lại đi, chậm lại một nhịp, mình nhìn nhận lại xem có nhất thiết phải cố thủ để mình lọt được vào nhà đấy không nhá. Mình bây giờ độc lập tự do, mình có tiền, mình có ăn có sống, họ quý mình thì họ sẽ đi lại, chồng sẽ có cách phải chinh phục người mẹ để có được mình. Thế còn nếu anh chỉ nghe bà mẹ bà anh ấy sẵn sàng để buông rơi mình, nghĩa là anh chả có đủ năng lực để mang lại hạnh phúc cho mình đâu mà. Cũng chưa nhất thiết là phải ly hôn đi heo gì, cũng chưa cần phải thông báo ai, nhưng đặc biệt đừng bắt ông bà già của nhà mình phải xuống xin lỗi khoanh tay gì đấy. À, người ta khổ lắm nhá. Em cũng chỉ định là bảo bố mẹ em gọi điện để thuyết phục. Mình đến tận nơi mà người ta còn bảo là người ta thay chìa khóa rồi vào đây làm gì, thì bố mẹ mình biết đâu người ta nói những câu nó không hay để làm tổn thương bố mẹ ra. Nên bố em cũng chưa muốn gọi điện luôn nhá, nghĩa là bảo chồng em là thuyết phục mẹ xem thế nào. Thực ra thì cái vấn đề này là vấn đề của hai vợ chồng bạn. Và cái người mà cần có tiếng nói nhất lúc này đó là chính là anh chồng của bạn. Dạ, điều quan trọng nhất là bạn là với vai trò người vợ nên thuyết phục chồng và thật cứng rắn với người chồng để làm sao người chồng lớn lên, trưởng thành hơn, để với vai trò là một cậu con trai trưởng, một cậu con trai duy nhất trong gia đình của mình có tiếng nói để cho người mẹ hiểu và thông cảm nhá. Chứ không phải là bố mẹ bạn hay là bản thân bạn đến quỳ lạy gia đình nhà người ta đâu nhá. Còn khi anh ta thuyết phục được mẹ thì anh ta đã trở thành người trưởng thành. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia Tâm Lý học Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, Bắc Giang đâu ạ? À, Bắc Giang đây ạ. Dạ vâng, chào. Chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì ạ? Em có hai câu hỏi nhờ chương trình, nhờ bác sĩ tư vấn ạ, về sức khỏe. Rồi, bạn trình bày đi. Câu hỏi thứ nhất là em cắt phẫu thuật hai phần phụ rồi thì về lâu dài nó có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Rồi. Thứ hai là em liệu có phải bổ sung uống cái gì không? Em xin cảm ơn ạ. Rồi, thế là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em nay 55 tuổi ạ. À, thế là cắt cả hai phần phụ thôi đúng không? Vâng. Rồi, thế có chồng con gì không? Có chồng chứ. À, có chồng. Thế còn từ sau khi cắt xong thì là còn đáp ứng được nhu cầu của chồng không? Thế em phải nhờ bác sĩ tư vấn. Tôi đang hỏi là có đáp ứng được không? Vâng, có hay không? Ra nói là cũng khó khăn đấy. À, cũng khó khăn. Thế có khắc phục bằng cách nào chưa? Vâng, thì em coi là cũng phải theo thị trường nó như thế nào thì em lại nghe theo thế, còn nên là phải nhờ bác sĩ tư vấn thêm. Rồi, cũng cập nhật, cũng update thông tin mới đúng không? Vâng. Thế là phẫu thuật cắt đi là bao nhiêu năm nay rồi? Em được gần 6 tháng.
À 6 tháng, thế là vết thương lành chưa? À, em đã khám lại rồi, chắc là lành, nhưng mà em chưa khám lại, bảo là 6 tháng đi khám một lần, nhưng mà em đi khám lại đâu. À cũng chưa đi khám lại, coi cắt xong là xong thôi đúng không? Vâng, bác sĩ bảo là đi 6 tháng một lần đi khám lại, nhưng mà em chưa đi khám. Rồi. Thế là nhờ chương trình, nhờ bác sĩ tư vấn giúp em ạ. Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Mời chị Hoàng Thúy Hải ạ. Xin chào bạn. Vâng, em chào bác sĩ ạ. Nhưng mà nghe giọng thì vẫn vui tươi nhỉ? Cũng vẫn còn nhiều nhiệt huyết ấy, chứ không ủ ê hay là đau khổ gì đâu đúng không? Vâng. Vì sao mà mẹ nó phải cắt như vậy? Em đi khám là nó có nang ứ đức vịt trong buồng trứng ấy, ra ngoài nội khám là chỉ thị cắt. À thế hả? Bạn thì bảo là nang đa thùy, khám bác sĩ chỉ thị cắt hai bên. Cắt hết hai bên buồng trứng. Vâng, cắt hết hai buồng trứng. Tử cung không ảnh hưởng gì đúng không? Vâng, tử cung không ảnh hưởng gì. Thế nên là em bây giờ có chương trình này, em nhờ bác sĩ chương trình là giúp em, là tư vấn giúp em. Bạn cũng biết là cái nội tiết tố sinh dục nữ thì nó được sản xuất chủ yếu là ở buồng trứng mà, đúng không? Chắc chắn là mình cũng nắm được thông tin, cho nên mình rất là lo và không biết là mình có nên bổ sung không hay là theo dõi nó như thế nào. Đấy, em lo thế, vấn đề là lâu dài ảnh hưởng gì sức khỏe không? Đúng rồi, lại còn lo cả hạnh phúc nữa, rồi không biết là mình có còn thực hiện được cái đấy một cách nó gọi là tạm ổn hay không, không có ông chồng ông lại phải đi nhờ hàng xóm. Nhờ bác sĩ, nhờ chương trình đó. Cũng nhiều thứ phải lo lắm nhỉ? Chồng bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em nay 55 ạ. Chồng bạn? Chồng cũng bằng tuổi. À thế hả? Đúng rồi. Hai vợ chồng mà cùng tuổi với nhau ấy, mà nhất là lại tuổi này thì ông ấy vẫn còn khỏe và rất nhiều thứ cần mình đi cùng đúng không? Nếu mà lại như nhưng thế mà này. Cũng giữ kẽ cho em đấy, cũng giữ kẽ riêng em đấy. Đúng rồi, đương nhiên rồi. Tôi thì tôi nghĩ thế này, có lẽ là thứ nhất là cái quan trọng nhất là mình phải theo đúng cái chỉ định của bác sĩ. Nhá. Đã chỉ định cắt hai buồng trứng thì có nghĩa là buồng trứng của mình nó có vấn đề. Và khi buồng trứng có vấn đề như thế thì mình rất cần phải được theo dõi tử cung, phần phụ và hai vú. Ít nhất là như thế. Còn chưa kể các cái cơ quan khác, các cái sức khỏe khác. Bởi vì thường là nếu có vấn đề ở cơ quan sinh dục, ví dụ như là buồng trứng này hay là tử cung, thì bao giờ cũng chỉ định phải kiểm tra thường xuyên những cái cơ quan như thế nhé. Để phát hiện sớm những cái bất thường và xử lý sớm thì mới an toàn cho mình. Đặc biệt là mình phải biết cách khám vú như thế nào để phát hiện sớm ung thư vú. Mình phải biết kiểm tra hạch như thế nào, rồi là mình phải biết theo dõi xem là có những cái dấu hiệu bất thường, đặc biệt là khi quan hệ tình dục hay không. Ở tuổi mình bây giờ, nếu như cứ mình còn hành kinh không ạ? Em mãn kinh rồi. Đúng rồi. Thế thì mình cứ thấy bất kể lần nào mà tự nhiên xuất hiện máu hoặc là dịch hồng ở cơ quan sinh dục là lập tức mình phải đi đến bệnh viện chuyên về sản phụ khoa. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là bây giờ mình rất là lo là không biết là điện nước nó thế nào, đúng không? Thì bây giờ khi mà mình đã bị cắt buồng trứng thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái nội tiết tố sinh dục nữ của mình. Tất nhiên là không cần phải bổ sung sung bằng đường thuốc, mà chủ yếu là bằng chế độ ăn thôi. Nhá. Một số sản phẩm thực phẩm chức năng mình cũng có thể sử dụng được, tìm kiếm thêm những cái sản phẩm mà nó bổ sung cái estrogen ý, nó lành một chút để mình dùng. Thứ hai là mình có thể sử dụng các cái sản phẩm, ví dụ như là đậu phụ này, hay là giá những cái sản phẩm, hoặc là hải sản vân vân, những cái sản phẩm mà nó có nhiều các cái những cái mà nó có thể hỗ trợ cho cái nội tiết tố sinh dục nữ của mình, hoặc là bổ sung các cái vi chất khi mà cái đã cắt cái buồng trứng rồi. Và cái quan trọng nhất bây giờ là gì ạ? Tinh thần thật là thoải mái. Thì mình hát bằng nhiều cách. Mình có thể tìm hiểu thêm những cái cách mà cùng với ông, bởi vì ông cũng rất là thương mình và ông ấy cũng đã giữ gìn cho mình như thế. Lâu dần cuộc sống sau này nó sẽ dài hơn, mình sẽ tìm những cái cách mà vẫn có thể thỏa mãn được cái của cả hai người nhá. Đấy. Cái thứ ba nữa là gì ạ? Một chế độ luyện tập giữ mình thật là tốt ạ. Bạn có thể các cái tham gia các cái hoạt động thể thao mà nó phù hợp nhất với mình. Để nó có một cái sức khỏe dẻo dai, thì tôi nghĩ là chất lượng cuộc sống của bạn vẫn ok mà.
vâng. Đấy, thế em mới lại phải nhờ chương trình giúp đỡ. Không vâng bác rồi. Sĩ giúp đỡ thì em cũng chưa nghe rõ đoạn đấy đâu. Vâng. Rồi, thế là cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng. Có, cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ nhá. Chúc chị có cái cuộc sống gia đình ổn định, hòa hợp và hạnh phúc nhá. Xin cảm ơn chương trình, bác sĩ Hoàng Thứ Hải. Cảm ơn. Quý vị khán thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau. Tình sau.